Ok, chào các anh em nhá. Đây là những chiếc gặp nhau, đây là những chiếc 81 đẹp, 81 70 là quá hiếm này. Đây mấy anh em mà không muốn lên sóng thì cứ lên phát đi nó nhanh. Đây nhá. Đây đây. Ơi ơi. Ok. Này lấy con diêm biển diêm biển này. Suốt ngày xem bọn em rồi. Anh em có thể giờ chào anh em như này đi, giao lưu tí. Giờ mình phải cả anh em nhá. Lấy con diêm biển 88 sơn diêm mấy diêm nhỉ? Vẫn cứ đam mê đúng không? Đam mê anh ạ. Ok, cảm ơn em chúc lên đường may mắn nhá. Em chào chị Thúy. Cảm ơn anh nhá. Anh đây nhá. Dạ vâng ạ. Giao lưu sao? Thôi thôi à? Thôi không giao lưu, anh em đang giấu, đang nấp, đang ngại. Cái gì lên lưng rồi? Còn lên mặt thôi. Đây đây, anh em đang ngại thì thôi, ok, đây một chiếc xe 81 hơi 70 này. Ôi rồi ông quay cho con. Cứ bình tĩnh anh đi thì ok được. Đầu live vừa anh làm vừa anh em vừa làm video đấy. Đây một chiếc 81 hơi 70. Đây sự cố thì đây nó nằm đây. Đây nó đây. Ok. 81 hơi 70 anh em nha. 81 hơi 70 nhưng một thời gian khó quay cho con. Nếu thật sự ra những chiếc xe này có ông anh chủ xe ở chạm trôi bảo mẹ gạo mấy năm rồi bây giờ mới mua được nhá. Đẹp nhở, con này đẹp thế. Ông có thể quay con một vòng một chiếc xe một thời gian khó này, như xe lâu lắm mình mua được đấy. Hàng độc, hàng độc nó là thuốc, là quá độc luôn, nó là hàng nó là thuốc chuột rồi, kịch độc rồi. Thật sự ra nói những chiếc xe đẹp thì rất là nhiều, nhưng mà để những chiếc xe này hồn quê hương này thì cũng không phải ai có. Đây siêu nghiên vẫn gì này. Okay, em đã sản xuất năm 1986. Đây, Nam Đức. Màu dưa cát hơi 70 anh em ạ. Đây. Rồi ok, lại quay vòng đây những chiếc xe đờ rem này. Bây giờ giới thiệu anh em đây những chiếc xe đờ rem này. Con rem này, con rem đẹp đây. Rem Thái. Rem Thái đẹp không, vừa rồi mua 82 triệu này. Đây chiếc xe gọi là FZ đời 2016, giá vô cùng rẻ nhá, mua có 24.600.000. Những chiếc xe NVX mua có 18 triệu, NVX đời 2019. Những chiếc xe Smartlay đi Beverly Smartlay. Beverly dáng kiểu Smartlay mua có giá vô cùng yêu thương nha, có 14 triệu. Đề đó ngon lành. To đây. Mới 120. Mới tin là chính thức là bán 120 anh em nhá. Đấy. Chưa mấy kia. Con diêm đây. Có SH này, một chiếc 82 rồi rồi kia. Một chiếc ai vào lên, anh vừa còn ra phải để cho đồng thiệp giải quyết đấy. Một chiếc ai 110. Bản 3D anh em nhé. Đấy này giới thiệu một con xe 160 này, 96 triệu. Đây này chiều nay muộn vừa lại không ấy. Đấy những chiếc xe gọi là con này mua thiệp mua bao nhiêu ấy? 48 triệu. SH nhập cà phê 208. SH nhập cà phê 208. Có hồ sơ tự khoản kèm theo anh em. Đây đấy. 50. Ừ. Đấy, ông treo máy đi. Đây rồi, cứ vẫn phải quay về một chiếc xe. Đây là chiếc 81 hơi 70, 81, 86 hơi 70 màu dưa cát. Nói chung một thời gian khó. Có đâu, đấy. Có đâu. Ông quay con một vòng để cho anh em, nhờ anh em có cộng mạng chia sẻ để cho em nó về với chủ nhân. Dành cho những ngôi nhà cổ, những khu vực hoang sơ, những quán cà phê, những người có cái sự đam mê. Tiền thì nhiều người giờ tiền rất nhiều, nhưng mà để nói có những con xe này thì nó quá hiếm rồi. Đấy, Zinet nữa đấy. Nắp xi nhan máy nướng. Hàng hiếm không anh em? Đây nhìn anh em thấy hàng hiếm. Quá hiếm rồi. Đẹp lắm anh em nhé, một chiếc 81 okay. Quá siêu sao, quá xe đẹp quá, kia nơi trọng độ, này máy. Mình đã đi thử anh em nhé. Nó phê rồi, ôi nó thích. Ôi như ông quay gần như con cái này, bật lát đi. Lát đi, gần vào. Trời ơi, mốc bye. Ngày xưa năm 1998 mình buôn xe nhá. Mình chưa thể đủ tiền nó mua con xe nó đẹp như này. Khi đấy nó là bao nhiêu vé này, một cái ruộng muống rất là to. Bây giờ những ruộng muống giờ bán toàn 5, 7, 10 tỷ. Ngày đấy mà tại sao mà các cụ mình vẫn cứ chơi. Một ông anh ở khu vực máy nổ, để mình nổ máy. Anh em khu vực Đan Phượng hoặc là Đại Chất. Anh gạ mấy năm rồi ông anh mới bán. Bây giờ bán phát mang cho Kiên khoe ngay. Khi thâm mùa xuân. Đấy. Này, anh em đi trên đường, ô tô mình đi thử rồi, sướng lắm rồi này. Cho anh em đi ngồi thử tí nhá. Đúng là thì thầm mùa xuân. Thì thầm, thật sự. Số côn không có tí gì. Sợi.
đấy đâu ta. Giảm sốc này, mút mút này. Sợi, mút mút. Buồn ấy. Không có tiếng động. Mất bảy. Không tiếng động. Vậy anh trai. Mua là 46 triệu cộng cho anh em 5 triệu. Anh em phải nhanh tay mua, mua được nhá, phải nhanh tay nhá. Cái xe này triệu. Cảm ơn ông anh ở Đan Phượng đã để cho em một chiếc xe này nhá. Đây. Trời ơi. Con này đuôi nó có tiệm gì này. Anh phát biểu cảm tưởng với em con này đi. Con này thì đúng hàng chỉ gặp rồi. Anh phát biểu cảm tưởng. Cách đây hơn 20 năm đi buôn còn chưa gặp được. Chưa mua được. Bây giờ đuôi zin nhưng mà bị tỉa nhá. Đấy, đuôi bên này thì zin. Zin đét chưa tỉa. Không hiểu. Đuôi zin. Này xem cho dành các nhà sưu tầm mới có nhá. Gà dình mấy năm mới bán, mới chủ mới bán dình mấy năm. Không bao giờ bảo quản được cái này. Không ai đâu bán nổ đây này. Bên này bị tỉa một tí nhá. Bên này bị tỉa mất một tí. Không có cái gì mình nói thật, còn toàn bộ nguyên bản hết đây này, chỗ này bị tỉa một tí này. Tỉa một tí chỗ này thôi. Long loang tí này. Còn toàn bộ đuôi cái ống muống rồi con bọ muống gì hết. 51 triệu nhá. Mình còn chưa thấy 51 triệu thớt, thớt này, ông quay còn cái thớt. Thớt này. Thớt yếm đây. Hàng vừa mua được cách đây khoảng tầm 50 phút. Hết. Một rừng cây vừa đời người hiện tại nó coi là nó sơn zin máy zin. 10 năm nữa không hỏng đâu. Dung thử nổ máy anh em lại một lần nữa cho anh em nghe. Bởi vì mình mạnh. Hơi 70 nhá. 81 màu dưới cát 70. Rồi để nguyên tiếng nổ. Em đáp luôn anh. Hơi 70 nhá. Em như tủ lạnh. Đúng rồi anh em ạ. Hơi 70 mà nó khủng khiếp thế. Không đơn giản là thế nào. Nhờ anh em cộng đồng mạng chia sẻ cho em nó để về với chủ mới nhá. Mình bán là 51 triệu nhá. Mình là người đưa đò thôi, thật sự cái xe này nếu mà để mà mình không buôn bán thì mình không bao giờ mình bán đâu. Sử dụng con xe này hoặc mình đi đâu mình chơi một chút lãng thử đấy, rất quá tuyệt vời. Bô này cũng đẹp, ông quay còn cái bô cũng đẹp. Mà con này đẹp thật, anh em nào mà đang đam mê những cái dòng 81 thì... Mòn tí này, sơn zin thái thật, đây nguyện Nhật Bản hết. Tem mọng, tem zin này mọng. Xem con tương cát nhìn em sướng, anh em nhìn này. Khuy. Đầu bò. Mẹ nhìn nó phê. Ra nhìn thấy nó phê này. Nhìn này ngốc này. Ngốc tai rồi. Đấy. Hồn quê hương nhá. Đấy những anh em này, những anh em Quang Vũ xe đẹp thế, có tiền giá cao hơn cũng mua về, nói chung là đấy. Xe này là xe chuẩn luôn đấy, chuẩn bài đấy anh em thấy thôi. Hai thớt không phải thuộc xe ghép đấy nhá. Anh em nhìn hai thớt này nó bằng nhau này. Không thuộc xe ghép, xe vớ xe vẩn đâu. Xe này anh em của một nhà sưu tầm đấy. Gạ mấy năm mới bán đấy. Tiếp theo đây là chiếc xe The Ram, hôm vừa rồi nó mua là 82 triệu. Một anh em nhanh tay cũng cọc, nhưng anh em này chuyển cọc lấy con cái khác. Cũng để em bơ ra dòng đời. Anh em nên nhanh tay một con Jim Thái nhá, mình mua là 82 triệu. Cộng cho anh em 6 triệu, ông có thể quay gần cho con. Đầu máy 81 nha anh em nhá, 81. Ông có mua trực tuyến luôn nhá, mua này 82 triệu. Mua 82 triệu là mua trực tiếp luôn anh em nhá. Đấy. Đầu máy 817 anh em ạ. Đầu bò, ông quay con cái đầu bò này. Trời ơi, thích cho anh em ốc đầu bò vàng ươm. Tem zin Thái Lan này, anh em nhìn này, Thái này, nhìn cái chất Thái xuống. Tem zin Thái Lan này, sơn này. Máy vẫn nổ đấy, này, lốc máy. Này. Tâm nan vành bánh zin đét chứ không phải gạng gôm tỉa nhá, đây zin này, Thái Lan đấy nhá. Này. Thật sự những anh em ai mà mê xe nhìn cái tầm chiều tà này, nhìn con xe zin này nó sướng. 29624. Sướng không? Này, tất cả vẫn là thì thầm mùa xuân. Đấy, này. Bánh tâm nan là từ năm 1999 mấy, em nghe kiểm tra đầu máy. Đầu máy 817. Từ năm 98 anh em nhìn chủ xe giữ đầu chân nan là vàng ươm này. Này, tem mác, tem zin của Thái Lan đấy. Như mới, để hầu như không. Nói chung là trời nắng không đi. Anh em nhá, đây gật gù này. Thích thiệt, ui xưa. Xe máy cũ Hoàng Kiên. Ui xưa. Tem ấy nhá, mà không bật lên cho em mình nhá. Chắc đét này. Không dung nhá. Xe cũ, vô cụ xe. Nhìn cái xe này. Vô cụ xe đây, đây quay đây. Đây em chiếu đằng này cho con. Vâng, anh vào nhà. Ui xưa, cái đồ bỏ nhìn yêu thế cơ. Ngọt. Này bán hơn trong cũng không vô tư nhá. Mặt trên
Gương vẫn đi theo xe từ ngày năm 1998 em, nó chưa vỡ lần nào. Máy vẫn nổ. Cho chị con Dream biển. Trời ơi. Bán rồi á? Mê con này. Không. Mẹ con này đúng tiền đấy, đúng rồi Trọng Đỗ. Trời ơi. Anh em kể cả là nhiều lúc mẹ vay phải mua, nhưng mẹ nhiều xe này nhiều lúc vay phải mua. Đây, Zin điếp. Yên nhựa vẫn Zin điếp. Đây. Cái bếp màu đỏ mở quá nhỉ. Vay tiền phải mua nha anh em, vay tiền phải mua. Kể cả bộ hai con kịch độc. Hai con kịch độc bốc quát họ này anh em nhìn này. Cái này này. Đây anh nhìn đấy, không phải dạng vào nha, nhìn cái này với cái này giống nhau này. Hai cái này giống nhau, có nghĩa là cái này giống nhau. Thì có nghĩa không bị vào nhá, cái này giống nhau. Nhìn thật không? Đấy, nhưng nói chung là mình không dám múa diều quá mà thử nhìn hộp xích. Từ năm 1998 năm nay chính thức là 26 năm. Như vô anh phát biểu cảm tưởng nào. Quá đẳng cấp. Anh em mình phải kê cao cái cổng chùm màn. Mua thời điểm rẻ nhá. Con này mua 82 triệu em thật sự em quá phê luôn. Xe trước đây nó 120, 130 không mua được. Ông quay qua cái tay phải chân phải. Hôm nay đúng có hai con kịch độc. Kịch độc. Ừ. Nó đẹp quá đúng không Trọng Đỗ. Đây. Đồ đẹp. Vú gạo rồi. Ôi trời. Vú gạo đây nhá. Gần mà. Đúng là gầy vú gạo. Giờ nếu anh em đi trên đất mà phanh là đau chân là nó buốt đấy. Nó xuyên thủng. Này, chục. Đấy, đâu không? 82 triệu cầu em 6 triệu. Mua là 46 triệu có mình cảm có làm video mua luôn. 82 triệu 500. 825. Sorry 825 cộng 6 triệu. Còn 81 đây là mua là 46 triệu. Cậu em 5 triệu. Đấy thật sự ra những chiếc xe để mà nói là rất là cảm ơn những anh em những đường like mà những anh em nào thật sự cần tiền đang bán ra đoạn này nhá. Còn những xe đẹp này thì vẫn cứ mua bình thường. Vẫn rẻ này. Chạy này, phê này. Ôi gà. Trời ơi nó bắt. Úi giời gà. Nó bắt mẹ, nó bắt côn. Không một tiếng động này. Trời. Anh em nhìn cái lốc máy này. Ôi nhìn nó tuyết. Trời ơi giật. Ốc nó bò này. Ôi nhìn. Được cái đầu máy cao. Anh em cứ chơi thoải mái nha. Nhưng anh em trước đây mình đã bán cho những con xe đẹp đấy. Anh em có nhu cầu thì bán lại cho. Bây giờ anh mua em đang có một đại mấy đại gia đang muốn mua những chiếc xe 82 trên 100 triệu. Những chiếc Dream Thái trên 100 triệu. Nhưng mà một chiếc xe Dream này nếu mà mình không bán được. Mở lắm anh ạ. Mở. Anh em đang báo mở gì? Anh em đang báo mở mộ. Tắt đi mở bếp, khác. Bếp đỏ vào lại giúp em. Anh em vào lại nhá. Bếp đỏ vào lại. Bếp đỏ vào lại giúp em. Bếp xanh ông, thì ok rồi em. Bên bếp xanh ấy lại bên ông chiếu luôn rồi cái mặt này nhìn. Xe chiếu luôn cái phà. Sướng đấy. Đấy nhìn thấy sướng. Đây chờ tí để mình mở lại mở tiếp nhá. Đấy, tại vì cái bếp đấy. Bếp đấy nó. Đấy. Nó mở đi mở lại có gì đâu. Mở hơi mầm chứ. Anh em kịp. Rồi. Nó mình mở lại ok, mình mở lại có gì đâu. À, Văn Nguyên lúc nào cũng trắng nõn. Con này đúng là kê cao kích bổng. Trọng Đỗ, anh Trọng Đỗ. Ông trẻ xem con Diêm Việt cho lên sóng đi ạ. Anh ạ, ông trẻ. Ông trẻ khăn đống áo dài ông trẻ kê. Con Diêm Việt nào mang ra đây con này anh em. Đức. Nhạt, cho đỡ nhạt. Anh nhá. Bếp màu xanh không đỏ. Con Diêm Thái sướng, mẹ mua xe. Tôi thề được với nhau thì mẹ loại xe này nhá. Trời sập vẫn trôi. Không chuyện đơn giản này. Mẹ nhìn nó thích thế nhỉ máy. Mẹ đúng là chiều tà ngắm xe. Đây cũng anh em ăn. FZ này. Một con FZ vừa mới mua. Đăng ký 017 xe nó 2016. Xe thông dẫn. Một FZ này mua con này là 24.500.000 nhá. Một anh em vừa mới. Một anh em vừa mua. Hơn năm vừa mua 45 triệu ấy. Đây gọi là bản F. Đây bản FZS nhá, vừa mua mới mua 45 triệu anh em cấn tiền quá ai bán. Mình mua 24 triệu 500 nhá. Em quay gần cho con một vòng. Đời 2016 đăng ký 2017. Xe nó là chống hết cuộc đời luôn. Có cả giấy mua bán anh em mới mua rồi, em mua đây chạy 19 này. Vừa mới mua năm 2022 là 45 triệu. Con này đi phượt. Đợt này anh em nó nứt vỡ thì bán 24 triệu 500 cộng anh em này 3 triệu.
những anh em nào mà thật sự quan tâm những con gọi là xe đi. Đấy, một chiếc F 150, anh em nào thích thì phượt, thích dòng côn tay. Anh kết xe này thì làm con này ok anh em nhé. Anh Nguyễn Xuân Hiển, anh Nguyễn Xuân Hiển ơi, kết thì nhích thôi, bốc bắt họ phải mua đi. Xác định những con diêm thái đẹp này, nó thật ra mình anh em được mấy đồng thôi. Chủ xe trước toán mua trăm mấy triệu đấy. Trước mua rất đắt, bây giờ thì nói chung là cùng Nguyễn quay lại con diêm thái đi kia nơi, nó dắt đi mất rồi. Gọi là đứt bê mâm. Con này quay kỹ lắm rồi. Anh em tranh thủ hương hoa đi thôi, còn anh em cứ cọc đi, sai em chịu chứ. Xe không hiếm nha, xe đấy thông báo là không hiếm, không mua không hiếm nhá. Đắc Phương, chùa nay vắng. Máy zin không quay con cái máy. Anh em mình quay rất là kỹ nhé, còn 81 còn gì anh em xem lại nhớ cọc luôn đi. Cọc mẹ đôi 3 triệu thích thì bỏ ra đôi 3 triệu chơi với chuyện nhỏ. Nó là hàng, nó là hiếm quá khó tìm. Con 88 bán rồi à? Toán là bây giờ cảnh nứt vỡ này anh em, những mảnh đất nào lô góc, những mảnh nào đẹp, những căn nhà này đẹp ngày xưa mình mơ ước, bây giờ mình mua được người ta. Bây giờ này anh em lúc nó đắt, đất nó đắt thì đừng có mua. Lúc xe nó đắt thì mua vào người ta có bán đâu, gạ không bán. Bây giờ anh em nó đang tháo chạy thì mình mới mua, mẹ con ngon mình mút. Thế thôi. Zin nét nhá. 24.500 thôi cậu 2.500.000. Mẹ đằng nào thế ăn ít. Thế thôi. Cậu 2.500.000 mọi người nhá, em ZF150. Họ có thể mua được nhá. Họ có thể mua được về bán kiếm 1 2 triệu. Cũng không khó đâu. Em còn biển Hà Nội nhá. Xe đi có 16.000. Mang sang. Quá đẹp luôn. Ok đây, anh Nguyễn Đắc Phương. Chớp kinh quá nhỉ mẹ. Xe phải đẹp. Bóng mà nhau luôn vào đồ kinh thế nhỉ. Đây nó vào chỗ nào nhìn trông ba phục xoáy trông đốm thế. Không biết nó bắt ở đâu. Đèn dọi đây. Đó. Không nhìn đâu. Đâu không. Đâu nó nằm ở đây. Đây. Đúng rồi. Ui giời. Xoáy kinh sáng thế. Sơn zin máy zin đây nha, sơn toàn bộ đây, sơn zin chưa xước sát thế nào đây nhá. Một anh em dân chơi xe cũng rất là cẩn thận. Đây chưa sơn, chưa xước một tí nào. Ok anh Phan Trần, bếp bên đấy ok mà. Bô đã độ lên bô mới. Đã bô đẹp. Xe máy cũ Hoàng Kiên là ok. Để thay cái này vẫn 15.000 này. Đấy. Mình quay rất là chi tiết cho anh em xem. SZ150 giá rẻ. Rồi ok. Rất là rẻ. Tiếp theo một con xe Jim này. Anh em giới thiệu anh em một con xe Jim này. Mình bán ra là 68 triệu nha, chạy 3.000 cây. 68 triệu 3.000 cây, đấy. Anh mê xe Quang Vũ, anh mê xe máy đẹp lắm nhưng hơi buồn phải con nhà nghèo anh Quang Vũ. Nói chung là thôi nó đáng bao nhiêu xe máy đơn giản đây. 3.000 cây nhé, rất là cẩn thận. Một anh em Hoàng Dung mua của anh chủ gỗ. Một chủ gỗ đấy mà với cùng mới mua về để cất 3 baby đi được 3.300 cây. Lốp còn dày này anh em nhìn lốp này. Dày theo xe này, mặt trên trong vắt. Mình bán ra 68 triệu nhá. Nếu như có một anh giả 65 triệu nhưng mình không bán. Thì cái là bao giờ mình mua được con nào 3.000 cây mình mua được tầm khoảng 60 triệu thì mình sẽ bán con này. Đúng rồi. 15 tháng 3 này, tuần thứ 15 2013 này. Mua một anh chính chủ nhá. Bao giờ ai bán cho mình con xe chạy 3.000 cây và 60 triệu thì mình sẽ bán con này. Vì là có mỗi con này thôi, mình chưa có con nào hơn thì con này thì mình vẫn chưa bán con này. Mình bán ra 68 triệu nhá. 68 triệu là hiện tại là lỗ mất khoảng 10 triệu đấy. Cùng quốc tình thuộc biển thế. Đây. Lỗ mất 10 triệu đấy. Chứ gì nếu mà biển. Đây, vành máy tâm nan vàng luôn. Anh em nghe máy đây. Lốp đầy bình. 3.000 cây thực sự nhé. Nếu như mà mình mua con nào mà 3.000 cây. Đây km đang quay. Ai mà bán cho mình 60 triệu con 3.000 cây này thì mình sẽ bán con này 60 triệu, 65 triệu. Nhưng vì mình không có xe nào đẹp hơn. Chả có lý do gì mình phải bán, đúng không? Bán mình đi mua đắt hơn thì mình mua mình bán làm gì? Đúng không anh em, nói cũng chia sẻ thật luôn. Nó mang cây. À ok, chào anh. Diện lại. Đôi chìa khóa chưa zin theo xe. Bà một đôi. Dung, bà Hoàng Dung nặng vía lắm. Không một động nào. Bởi vì là mình cũng chưa có con nào ngon hơn con này thì mình cũng chưa bán được. Xe liên quan đến người đúng không? Đây. Bà Hoàng Dung chết giờ ơi. Đẹp không? Nói chung là nó là quá đẹp luôn. 68 triệu nha anh em nhá. 68 triệu là mình lỗ đấy. Trong này là anh anh đóng lãi. Anh gì nhỉ? Anh Nguyễn Khánh hôm qua cũng bảo con này cứ giả em 65 triệu mà nhỉ? Không bán được. Gửi anh Ti Tắc Anh gửi anh số tài khoản anh cọc 30 triệu. Thì anh qua lấy. Anh Sa Sa Ghi Ti Rút Anh
Số tài khoản em là 5262 8 8 nhé. Tài khoản mang tên Hoàng Trung Kiên, ngân hàng ACB nhé. Anh có thể anh em cọc thì liên hệ trước với bên marketing của em nhé. Đừng có cọc chồng nhau là anh em không bắt đền được đâu. Số tài khoản duy nhất chỉ có số tài khoản 62 chùa Hà và 52 chùa Hà 8 8, mang tên Hoàng Trung Kiên, ngân hàng ACB. Đấy, tài khoản doanh nhân nên anh em không có lo bùng trà cái đâu, không ai bùng đâu. Ông quay con cái đầu bò lại một lần nữa. FZ cộng 2 triệu. Đấy. Hoàng Kiên nhé anh Trung Phan. 2 triệu rưỡi. Không. 2 triệu rưỡi anh Trung Phan ơi, con này lúc máy gì nữa, con này không đổi nha, xe chủ xe giữ gì nữa. Sao mà cộng cho em ít chưa quá. Chưa bông ra là từ ngày mình mua mình kê đây, chưa bao giờ động vào xe. Chưa đi nhá, mình chả đi, đi làm gì. Đấy. Con Dream Thái đẹp thật. Không Kiên ơi, mai mình qua anh Cường Đô La. Nói chung là cái này cái cọc 1-2 triệu, em thích thì bỏ cọc lùi đi 1-2 triệu. Quan trọng cái gì đâu. Một khi đời trai đôi khi nó cũng phải mạo hiểm. An Bùi Khánh, em like 3 bet nha anh nhá. Em like. Đấy, em muốn là chủ nhân của nó cứ cọc. Còn anh em nếu đến không ưng thì lùi đi 1-2 triệu. Mới lại 2 cái bet. Sau khi cọc nó phải mất tiền, nhưng cọc không mất tiền đừng cọc. Rồi tiếp theo con đòn át này tí, bán con xe vừa tiền. Đây đang ăn miếng ngon rồi thì cũng phải có tí rau muống chấm tương, chứ không có thì nó lại sục đạm mất. Tôm cua ghẹ hết cỡ rồi, giờ lại làm tí rau cho hỏng nó hết cả dép. Gây dép à? Đứt à? Không đứt nhưng mà không đứt nhưng mà cái chân trống nó nặng không lên được. Tí dép cao rồi. Ôi, Việt Nam tôm cua ghẹ rồi, bây giờ đây em làm tí rau muống chấm tương nhá, cho nó đỡ nhạt tí. Vừa ăn đồ hải sản nhiều nó kinh, nó ngán. Hải sản nhiều nó kinh. Vừa anh em nhá. Biển 36B721274. Rồi. Đấy, một chiếc Dream Việt Nam vừa tiền anh em nhá. Đang nhìn gái đẹp, đang ra xem gái đẹp về nhìn vợ con chán nhỉ. Mẹ chồng chán. Mẹ chồng vợ con không muốn nhìn. Ăn tại dành cho anh em đi ăn đi làm, anh em mua xe to tiền là anh đang em đang đi chơi. Với em chân dài về nhìn thấy vợ mẹ chán luôn. Đấy, chồng vợ chán. Vừa tiền anh em nhá. Anh em đi ăn đi làm cho em con này. 12.500 nhá anh em nhá. Đấy, anh em này. Bao giờ là chân dài là vợ người ta. À, bụng to chân ngắn mới là vợ anh. Đây mới là xe của anh em này, về dùng. Đấy, anh gì đây này? Anh gì Sapa Suất anh này cọc 68 triệu rồi nhá anh em nhá. Anh cọc 68 ớ nói chung cọc ngay xe đấy lỗ 10 triệu nữa. Con đấy đẹp anh em nhá, con đấy chính trực tiếp em là người đấy. Trực tiếp đi mua tận nhà chủ luôn. Và con đấy thực ra khi về đường là rất nhiều anh em hỏi luôn. Rất là kêu nhưng người lúc đấy bán. Em nhớ là lúc đấy bán hình như 78, 79 triệu nha mọi người nhá. Thôi bây giờ thì gọi là còn duyên thì kẻ đón người đưa, hết duyên thì ông lão cũng vơ vào lòng. Ông đang quay đấy, ông đang quay đấy. 79 triệu. Đấy, nhiều lúc như vậy. Cứ là anh phải tầm 25 nhưng về sau ông 72 vẫn cứ phải tóm lại cũng xong. Cũng 72 vẫn gọi ông anh bình thường. Không, nhưng mà con đấy nhất định là không bán dưới nha anh em nha, con đấy đẹp thực sự. 12.500 cộng anh em 2 triệu. Xe này nhá. Nói chung là thôi, xe này là của các sếp. 4.500 nha anh em. Xe kia là của anh em các đại chân dài để cho đại ra. Bụng to chân ngắn mới là vợ anh. Đây mới là bụng to chân ngắn. Đây. Nhìn hàng nhà nó nhầu nhưng mà nó biết kiếm tiền đấy, bọn kia nó ui, chỉ tiêu tiền ở bên thôi. Con này nó sẽ chở tiền về đây nhau nhá. 68 triệu. Con kia nó ông nghèo đấy, con kia nó ông nghèo mỗi lần. Ừ. Chắc anh lại là người đến sau rồi. Ừ. Anh bảo yên đây này, trực tiếp với lại xe này nó mới là vợ cả đây, con này để vợ cả đi kiếm tiền về cho mình. Con kia nó đi đốt ấy, mỗi lần quay lại bán lại lỗ 5-7 triệu. Con này thì không bao giờ bán nhé, bởi vì đi vứt anh em mượn thoải mái. Đấy, quân quyền đi thoải mái. 12.5 nhá, em xem đầu máy bao nhiêu. Em ơi, Dream Việt Nam D98. D98 ạ, 012. Dream Việt Nam D98. Máy chất được, đèn sáng quay kêu, hai bánh quay đều. Đấy. À, anh ơi, thiếu bây xong là tiếp ông anh này cho tí cho nó. Xấu. Anh ở đấy con đẹp cơ. Hoàng Kiên anh như mang con đẹp thôi, con xấu sợ không trôi đâu. Đây. Đây. Rồi tí nữa. Rồi. Anh em nhá. Rồi. Là mình trưa nay ở lại trực thì có mua mấy chiếc xe cứng. Có những cái xe bình. Đấy để giới thiệu anh em. Đây được. Chiếc Abarth 22. Rồi. Nằm trong cái top xe nó bình. Giá mua bao nhiêu? Mua vào có 8 triệu thì xếp bạn biển Hà Nội. 8 triệu đồng nhá, giá của nó là chính thức là giá của thời đại. Em rút phí cắm. 8 triệu. Thôi vẫn là 3D anh em nhá. 8 triệu ngay. Giả con này 8 triệu, em quánh hỏng người. Máy
mà mày bị điên rồi, mày xe tao như này mày giả đấy. Giá rất rất rẻ, 14 15 triệu. Đấy, rất chắc chắn. Giá xe này mày giả tao 14 15 triệu, bây giờ giả 8 triệu thì mày bị điên rồi. Thế bây giờ là giá thật đấy. Rẻ nhỉ. 8 triệu cộng cho anh em 2 triệu. Chưa bao dọn nhá. Chiếc này thì có cái lốp trước đây là anh em lưu ý thay cho em. Ừ, lốp mới mỏng luôn. Bụng mang giả chửa tí. Bụng ơi, anh em nó. Anh em nó đại tràng. Anh em nó u đại tràng. Nó là u đại tràng. Chắc cắt ra trong nó vôi hóa chắc là chuyển ung thư thôi. Đầu tư hẳn cái lốp mới cho nó đàng hoàng anh em nhá. Còn hình thức là ok. Ông nào ông đi con này chắc là nhiều lúc thấy con đi được. Thật sự là cố khắc phục rồi, giảm hơi để cho nó lại được không, nhưng mà không lại được. Có giảm hơi rồi nhưng không lại được. Ôi, thay thôi. Thay đi. Quá anh. Mẹ đang an toàn là anh em cứ thay cho em cái lốp trước. Đang đi cao tốc làm anh đoàn một phát thì đúng là mẹ vào. Vào. Nguy hiểm. Vào vỉa ba toa thì có nghĩa là mẹ mày thúc đấy rồi mẹ mày thôi. Ok, xe 22 anh em nhá, bản xám 3D, đăng ký 22, giá rất hợp lý. Tham vừa thôi, bảo ông chủ xe không tham. 8 triệu cộng anh em 2 triệu. Ok. Máy vẫn ngon thì sao một tuần, máy gì đâu? Máy chạm. Máy chỉnh. Máy chạm. Máy chỉnh chỉnh rồi chứ bạn. Chỉnh chỉnh rồi. Đâu có vết đâu. Chỉnh đầu thôi. Chạm nhẹ thôi. Đúng rồi, chỉnh đầu, chỉnh đầu. Chạm nhẹ quay con gần đi. Đi bộ nhá luôn. Đúng rồi, thấy lẻ lòng. Anh em vào đóng vào vỉa ba toa phát thì ôm cua lên bùm mất ngã rồi. Lại tại số. Anh em nhớ lốp láp đi xe cẩn thận, để ý lốp láp tí nhá, ông đang đi nhiều lúc cứ tham thì thôi. Ok, rồi. Tiếp theo một chiếc NBX, mấy chiếc em 221 này. Anh đợi đi. Mới lên lên trong hiệu cao tốc. Đấy. Mấy chiếc vừa mới mua trưa nay nhá, hàng NBX. Hiệp vừa mua. Đúng rồi. Thế anh em ạ, nguyên đôi lốp zin 2017 đăng ký sang 2018, lốp đây. Giá trâu chết, thắng mùi. Lốp zin, cả lốp trước lốp sau nhá, sơn zin 100%. Đang kiểm tra lại mic của anh đi. Anh em nghe rõ chưa? Cả lốp trước nhá, đều 2017, em kiểm tra rồi, anh em yên tâm. Sơn zin, máy zin, bản 125, khóa sờ mắt cây, biển 61. Rồi. Chạy 8.000 cây, đây không phải vừa mới mùa chạy chuẩn. Trần Tuấn Kiêm kiểm tra có bom không? Anh em nó bị viêm đại tràng là u đại tràng thì thôi. Zin hết, zin hết. Bao tiền thiệp hoàng thiệp mua này bao tiền đây? Bình Dương. 18.500. Rồi. Hoặc là Phan là Nguyễn Phương Hằng, Phan Thị Bích Hằng. Biển hoặc là anh em tứ kiểu. 18.500. 18.500 cộng em 2 triệu. Rất hợp lý. 8.000 cây nhá. 2018. Nó lại là 8.000 cây. Rất đẹp luôn. Đây quay. Từ gương từ gì hết. Vỏ yên. Lốp còn gì em mới đi có 8.000 cây nhá. Đây ông ơi. Rất đẹp. Giá của nó là dành cho người mệnh thổ mệnh hỏa. Mua 8 triệu cộng 2 triệu em nhá. Chất nhỉ. 8.000 cây rẻ thế. Chất. Quan trọng 8.000 cây 10 lượt. 8.000 cây 18 lượt. Còn zin hết. Ừ. Ngày xưa thì mình 8.000 cây thì giờ này mua tầm 245 ấy mà. Đấy. Bây giờ chỉ có những cơn sóng thần này mới giá nó mới là thật sự ăn dầm này. Kinh khủng khiếp. Đấy. Nó là kinh khủng khiếp. Kiếp nó bảo là lốp còn zin theo rẻ cả lốp. Mới tinh tất cả mọi cái còn mới. Nói chung là 8.000 cây em nó mới 8 tuổi, nó là mới tinh. Đấy. Quá đẹp. Lốp. Xoay lốp. Nói chung là mình tả rất là chi tiết để anh em xem nhá. Tuần thứ 2 năm 2017 này, tuần thứ 4 năm 2017, đăng ký 2018. Mic này cắm dưới rồi. Không sao đâu. Tiếp theo đây là một chiếc xe gọi là 160/2023 bản xi măng anh em nhá. Đây hai chị đang đến xem. Ấy à, anh đang kèm đúng không? Đang định đổi con kia lấy con này. Anh đổi con kia lấy con này. Anh đổi con Iverlet. Iverlet. Đúng rồi, chị. Sao? Không sao. Anh có thể chào các anh em trên này hộ em. Bọn em đang live trực tiếp. Vâng ạ. Bà xa sao để ông anh đi con AB... Còn một con này. Ôi. Giá con này hiện tại đang là 99 triệu. Em đi con sao khổ. Con hơn 500 cây thôi.
Con xe này là mình mua là 96 triệu nhá, cộng cho anh em 3 triệu một chiếc. SH160 màu xi măng đi 575 cây. 2023. Đấy, chương trình nhé. Anh em có thể quay vòng. Mới lắm anh em ạ, có hơn 500 cây. Mới đi có 500 cây anh em nhá. Đây anh em nhìn này, có 570. Đấy, chủ xe có thể anh em về định danh thì trả lại biển cho chủ cũ. Đấy. Mua là 96 triệu anh em nhá. Giá của nó trước đây là 125 đấy, mới tinh cả đăng ký nữa vào các bạn. Bây giờ chính thức là giá cả thị trường nó đang gần okay, chết okay. Theo 5 tháng. Cứ bảo đấy. Chị bán hàng nhá. Mới tinh mới đi con 500 cây nha anh em nhá. Wow, 3 triệu. Đây 2023 này. Mày đăng ký thành 100 mấy mà con này đăng ký. Số km này anh em này 576 cây. Xe này mình hôm mình có mua ra trực tuyến luôn đấy. À sáng nay trưa nay mua. Đây ông xe ông xoay lốp. Xoay lốp. Biển này về chủ. Chiều nay mới mua. Lốp zin. Tắt mình. Tắt này. Thí rẻ mà. Tắt xe. Bao nhiêu 2023 này, chưa xem. Lâu quá nhỉ. Đây. Nói chung là con này hét, con này dựng hét này. Đỉnh lốp. Này. Chưa dụng dâu, chưa dụng đấy nhá. Dâu. Anh em nếu mà bên pet đỏ xem mờ quá, anh em có thể phải vào sang pet màu xanh cũng là xe máy ông kia 52 chủ hàng của em nhá. Đây. Xe đã được có dán ni lông nhỉ? Không dán ni lông anh ạ. Hiện tại là không ạ. Không dán ni lông. Không dán ni lông. Ê, người mùi. Cho anh em người mùi. Toàn mùi nhựa. Cho anh người mùi. Đấy. Người mùi. Thơm phức. Người mùi. Đây à. Xe này hét anh em mới đi có 500 cây, coi là từ đây anh em vào Quảng Bình nó bán xe. Hét mới tinh luôn anh em nhá. Đấy, cho anh em nó mượn vào Quảng Bình nào Huế Đà Nẵng thì em vừa Quảng Bình nó bán xe. Đây cái mật khẩu em ơi, mật khẩu. Em có mật khẩu đâu? Cái này của em, của ba, đưa cho anh cái của ba. Em dùng các bà đi. Không dùng các bà thì không có mật khẩu. Cháu mượn máy của bà. Mật khẩu 123456 nhá. Ừ. Người thấy mùi thơm quá đúng rồi, Lê Hải Long à. Ai? Có anh chiều anh tí khổ để cho anh. 99. Thế kia khổ quá chị. 160. Cho đổi cho anh ấy. Nói chung là mua xe Hoàng Kiên thì nó không có vấn đề gì cả. Anh em có nhu cầu thì mua nhá. Có đồng quen đây giới thiệu một con xe 150 biển 90 này. Hôm qua là mua là 26.500.000. 150 ABS. Đây anh em nó. Xe nó vẫn còn ở đây nhá. Chưa đấy về nhà chủ, ai có nhu cầu thì mua nhá. Cũng chưa dọn luôn mọi người nhá, tại vì là 26.500.000 cộng anh em 3 triệu. Một chiếc ABS 150. ABS biển 90. Anh em thấy rẻ. 2020. Xe này mới thời điểm cao nhất là vẫn tranh nhau mua là 59 triệu. Tranh nhau thời điểm đắt nhất là 59 triệu nha, tranh nhau mua nhá. Bây giờ là mình mua có 26.500.000 cộng nhau 3 triệu. Con này là con chấm đen. Chính thức là một con chấm đen, rất là to. Đây em sơn zin máy zin. Điệp điệu dâu ơi, không phải là xe chuẩn đấy. Anh rút hồ sơ về đi, em đặt luôn anh ơi. Chỗ ông ơi, một vòng. Ông quay một vòng anh em xem chiếc Abelis nhá. Quay lại đi. Máy vẫn nổ đấy. Không, tắt rồi. Một vòng. Cho ông bê mâm lấy con gem. Việt dưới và lại đi xếp ông trẻ. Bán zin Việt nào tầm dưới 30 triệu. Mấy con hôm qua lại thì anh em ủng hộ hết rồi. Hiện tại không còn bao tiền. Ở ngoài đây là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Ok. Anh em cao không cao thì tiếp tục này em ơi, đây. Mít em anh đang nói đây, chuyện đây. Em cứ nói chuyện về đấy. Đang giới thiệu đợi sẵn rồi. Đây điệp hoàng thiệp. Đấy, hoàng thiệp. Cái hàng nó hơi... Một chiếc mới tuy là 125 triệu, bây giờ có 10 mấy triệu. Chính xác, chủ đấy. Là chú Tùng, đấy ở Thái Bình, đi từ Thái Bình lên. Mình gặp trực tiếp chú đi từ sáng, chú lên chơi, đến trưa chú mới về cơ. Rồi. Chú để lại cho chiếc này cho nhà mình. Trước thì chú bảo là mua tính đô cơ.
Ở đấy chú mua thì đâu đó cũng xem. Ôn Đế Phước ơi, con đấy là 89 triệu anh Ôn Đế Phước nhá, con xám ấy. Đây, rồi em xe chú ấy đi. Rất nhiều nhan nha, đây Mây Bách, tên em nó là Mây Bách này. Mây Bách. S450. S450. Đá chính thức là mua con này là 14 triệu. Đúng, 14 triệu. 14 triệu nhá. Con Mây Bách này bán mình mua 14 triệu nhá. Chú tên em thích sang Honda nên là chuyển sang Basic. Hàng của đèn LED 2 tầng. Đấy anh em nhá. Đây, mở cốp ở trên. Mây Bách. Em phải đây mở cốp mở trong này ra. Đấy, Mây Bách, mở cốp dưới. Đây là Mây Bách nhá. Rất nó rộng. Nó là Maybach ấy, nó 8 mili. Đấy, bác ấy bảo ngày xưa mua là Maclay đứng thứ sau, hàng này đứng đầu tiên cơ. Nó là bản đắt, hai khóa đầy đủ. Đắt nhất của Piaggio nhá, tên em nó là Maybach. Đấy. Em quay vào đây mua có 14 triệu thôi. Đây này, yên này. Yên ngồi bảo vệ mông này, ngồi ấy nó đỡ. Đấy, một em là sau nữa, đấy, ngồi nó sướng. Nè. Ông quay ngồi nhìn tư thế này. Đấy. Chất chơi. Mới 125 triệu mua có 14 triệu thôi nha bạn. Nếu ai đã từng thật sự là một huyền thoại. Giá nó là vô cùng yêu thương. Maybach của Piaggio nhá. Chính chủ. Đấy. Sơn vẫn là đấy. Còn nguyên anh em ạ. Đấy. Trời ơi. Nó là mẹ hút hồn luôn. Máy có phun xăng điện tử nhá. Bản có IE tiết kiệm ga. Ga dính ghế luôn. Dính ghế luôn này. Con này chắc 150 nhỉ. 125. Con này làm sao ga bốc bây giờ. Đúng rồi. Úi giời. Mẹ giật. Hàng thiết kế đặc trưng của Piaggio dành cho những anh nam giới to cao đậm đà, thay đi hay thay hết đắt đấy anh em ạ. Hàng đó là hàng nhập ngày xưa là xịn sò rất lắm. Chân chống điện. Một vòng. Đây. Hàng nhập khẩu ngày xưa tính đô anh em nhá. Đấy. Hàng giờ phun điện tử nhá, tiết kiệm nhiên liệu. Em nó biển đẹp này. 1389 kim lâu này. 1389. Đây anh em nhá. Biển nó biển 1389. Dòng này biển cũng phải thuộc về quan hệ rộng đấy. Đây. Đây. Chấu nhiều nan nhá, nhiều nan. Đấy. Hàng Maybach nhá. Liberty. Tên em nó là Liberty. Anh cả của Liberty, đây. Cao hơn Maclay. Đấy, nó là hàng đắt nhất thời điểm thịnh hành của nó. Mua con Maybach này là Mua con Maybach này 14 triệu cộng cho anh em con này 2 triệu rưỡi. Rất anh em đi có thể vài năm không hỏng nhá. Nói thật là anh em đi 5-7 năm không hỏng. Xe này nó dành cho những anh em nào, các đại gia nào nghỉ hưu mà thật sự đi câu cá hoặc là có một chút gì đấy lãng tử, dành cho to cao đẹp dai, phải là to cao nhá, mà cần sự an toàn, vấn đề là cần an toàn ấy. Nó ngồi cùng ghế mấy LX570, nó ngồi cùng ghế mấy Maybach S500 đấy anh em nhá. Đây nó là ngang với đây LX570 đấy, đắt lắm, mới 125 triệu. Nhưng thật sự ra nó bây giờ là nó là mất như mất cấp, nhưng mà thật sự là với cái giá 14 triệu dành cho các đại gia có thể ra bãi ô tô đón xe. Đấy. Ngồi rất sướng nhỉ. Ngồi sướng. Bánh xe nó to. Bánh nó cũng cao. Thiết kế là rất hay, đặc trưng của 16 triệu 500 một con này thì có lấy là gì mà ta không mua nhỉ. Đi con xe này mẹ ơi. Đi mới lợi ích không. Lại oai ủng rồi dòi đâm vào phát để cho mẹ đâm phát để mày lãng ngã lăn nhà tao từ từ tao mới đổ. Đấy, một chiếc xe đắt tiền. Chắc nó chất. Một chiếc xe đắt tiền nó chỉ có ý nghĩa khi xảy ra va chạm giao thông. Đấy anh em ạ. Đấy. Mở cái gì? Ấn vào. Ấn à? Mở yên phát nữa. Cốp rất là rộng nha anh em nhé. Cả thế giới trong nhà bạn. Đây. Đầy đủ đây. Có cả kích lốp, kích của nó thay lốp, kích lốp đầy đủ. Quá. Đấy. Piaggio xe một chủ đâu. Con Maybach này là 16.500 nhá. Tên em nó là Maybach. Đây, SH. Con. Ôi rồi, cứ cho anh con đây để cho anh chọn tình vận nghĩa. Ông anh đây, cảnh khổ. Kiên trì đây. Đừng có buôn đồ này, buôn nó khổ lắm, nhục. Đấy. Cậu 1 triệu rưỡi anh nhé, lúc lấy là thôi, cậu 2 triệu rưỡi. Anh em Beverly chốt luôn đi, có hết cơ hội. Con này trông nó zin xe. Anh em để chào các sếp trên này tí đi. Chào anh em trên này của xe máy Hoàng Kiên. Và ông anh nhìn cho xe khổ, người khổ. Các cụ bảo là người làm sao của chim bao là vậy. Ông anh sao chứ? Bác phải làm một bộ quần áo trắng em này. Quần thì đồng màu rồi, nhưng bác làm bộ áo trắng thì đương nhiên xe anh sẽ trắng hơn, sáng hơn. Bác một bộ quần áo màu nâu thâm thì xe của anh cũng thâm hơn. Đấy.
đấy đấy, đấy câu câu chuyện cái hình nó bắt bắt hình được đi. Tên tôi là Tùng ở Mê Linh. Anh Tùng Mê Linh, hôm vừa rồi cũng bán em một con xe ngon hơn, con này trông nó hợp với dáng anh ấy, rất hợp với dáng anh ấy, nó phù hợp. Anh Tùng ra giá để cho tính viện nghĩa, anh báo giá cho em con này bao tiền? Đây để cho họ kiên 12 triệu. Mấy triệu? Mấy thôi à? Máy ngon lắm mà. Anh Đỗ Thắng tớ quan tâm SH tầm 40-50 màu đỏ có luôn anh Đỗ Thắng ơi. À, Nguyễn Học anh Kiên phải bán 35 khách mới chốt nhanh. Nói chung là thôi, mình có lương là mình bán, không quan trọng. Mình là người đưa đò thôi, nó thật là ăn dày quá, sau này anh em bán lại cũng lại khổ lên. Bán rẻ thôi, sau này anh em bán lại đỡ lỗ. Đấy. Anh ơi, con này nó vừa vừa đấy Tùng ạ, nó nẫu hết rồi. Con này em thấy hợp với dáng bác đấy, mẹ chân trống dài không? Chân trống dài chính thức là được 4, gần 40 phân. Chân trống, kiểu nó ướt nhiều mà, ui xời. Ui xời. Con này anh em làm cái tiếp nước bây giờ này. Trần Tuấn con này 190 thời đấy đắt lắm đúng rồi. Xấu quá anh ấy. Mở hết, nát biết. Thôi quay tí cho anh em cho nó đỡ buồn nữa nhá. Giờ sau mấy cái xe này anh đừng mua. Anh ạ. Bác ở Mê Linh, bác cứ bán mẹ cho mấy ông mẹ chở trâu, chở bò, các thứ, chở lợn này. Đã bán 5-6 triệu thanh lý, mà thôi để mẹ đó lại bán nó sắt vụn. Ông anh... rất rẻ. Thôi cứ lên thôi cho vui thôi. Anh Nam xem 82 này có vàng không? Sáu triệu. Chia đôi lấy nửa cái gì cũng ra. Thế nào cũng ra. Chốt. Chia đôi lấy nữa. Mà nó hợp với anh tốt nhất anh đi mẹ lo này. Ừ, nó hợp. Để đi, cảnh quan nó hợp, nó phù hợp với con người. Bác mà mặc bộ áo trắng quần anh em mình giống nhau rồi. Bác làm mẹ bộ trắng em là đương nhiên mẹ anh em khách không bao giờ hỏi và chào lại này. Đấy. Để con khác nha. 7 triệu. Tốt nô. Mua mấy? Mua 9 triệu. Mua 9. Được mua thật. Nhiều lúc anh ạ, nhiều cái xe này nó thị trường nhiều anh ạ, các vùng quê vẫn còn rất nhiều nhưng mà nó 7 triệu, anh để cho em 7 triệu, em mua về để anh chẳng anh em nào đi làm đi ăn đi công đi việc đi chơi đây nhá. Máy ngon rồi, máy ngon thế nhỉ, hình thương xấu thút thít vết máy được. Nhưng mà nói chung là nó vật vã lắm. Ôi, đời nó khổ. Ra đây thì chấp nhận chỉ bán hòa thì mới bán thôi. Cường Nguyễn cho về đi, Kiên ok đúng rồi, cho về. Chốt 6 triệu thôi. Về hả? Ê. Vào rồi, rồi ra. Mình đã vào, mình chào hội hôn rồi. Đến khi mình phát biểu ý kiến là mình phải ra, trước khi về mình phải chúc hội hôn hoặc là toàn thể hoặc là quan viên hội không xong nha, không xong không về chào và chúc toàn thể trước khi chia tay, trước khi dừng lời tôi trả hoặc là chúc toàn thể hội hôn luôn luôn mạnh khỏe hoặc là hai gia đình thông gia mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững đấy, nó phải thế chứ còn không đi chia tay về. Hoàng Kiên có mua dấn được gì để đỡ phải đi dấn nhá, dấn thêm 5 mối nữa. 1975 mua nhiều quá, mua năm mấy mua 9 triệu. Mua 9 triệu. Nhìn trông đúng. Có đồ zin còn nhiều mà máy nó ngon. Không mua được. Con này thì chỉ dọn qua thôi thì cũng được mà. Thôi bây giờ quyết 1975 nhanh nhanh. Không được rồi. Thôi 1980. Em mua cho anh dừng lại là thôi. Hôm nay mấy vụ chấp nhận lỗ 500 là còn 85. Thế giờ tưởng bắt tay chốt 80 vậy này. Mua đỡ được thì đấy là tưởng lỗ đúng 500. Đúng 500. Đỡ được thì điều. Không điều thế nào anh em. Bán bao nhiêu con xe thực ra có con nào phản án đâu. Bạn lắm. Tôi nói vui không ăn được. Tưởng bán em 8 đồng em bán. Thôi chung lên like để dành anh em ra sau rồi cho con cái học hành thôi. Lỗ sâu quá thì không bán được. Anh Vũ Văn 4 con này 6 củ, tiên thêm 1 củ nữa. Ok, đấy. Đấy em mua hành 8 rồi. Không bán được. Mua hành 8. Lỗ 500 còn 85 được. Thôi 1982. Qua hộ 85 đi để con khác còn lỗ nhiều không bán.
mẹ chết rồi. Cầm mẹ quá. Đúng rồi, số nó vất vả. Được mỗi cái máy ngon, không được cái thiết sự gì. Con này máy rất ngon nhá. Ông bay đầu bò này máy ngon. Chả nhẽ là không mua để cho về, nhiều lúc mẹ số, nhiều lúc đáng nhẽ này. Giờ trong đầu là không mua đâu đấy nhá. Không phải nhà, không, không còn. Thợ già nhìn nó mới ra xe được. 9 triệu đồng, 8293. Nậu quá nhỉ. 8 triệu rưỡi mà. Đúng rồi. À không, như biết rồi, nó lại phải lên lên giá chứ. Ok, thôi chốt cho anh 8 triệu rưỡi. Mua 8 triệu rưỡi cho anh nhá, được cái máy ngon, hình thức xấu. Con này được hình như mất, à, được tiếng như mất hình. Đúng rồi. Được tiếng mất hình, nó muối, muối, muối. Nó muối, có tiếng rồi nhưng không thì nó muối. Vâng, chào anh em nhá. Rồi rồi, ok, đấy. Nó không thành công, giờ lại thành công. Đấy không, nhiều lúc cuộc đời đôi khi nó thế. Nhưng mà nói tóm lại là nói thật là làm được chính thức được 700-800. Chính thức nói thật là nói nó có thể có tổ quốc ghi công. Nó đang cần bây giờ không biết có dám về nhà không, cả vợ đuổi đây này. Thật không? Thật đấy. Thật đấy, bụng đang sao sợ vợ. Điều lắm, em mặt điều lắm, nhìn mặt điều lắm. Ông lỗ khả năng lỗ thật. Khả năng lỗ. Cậu với em 1,5 triệu nha anh em nhá. Ông lỗ thật đấy. Anh muốn cậu mang bán đi dạ chiều anh cô thương vậy ok. Ôi cậu em 1,5 triệu nha, nói chung là thôi 82 dành cho anh em lai thô chở gỗ chở xe nha, dùng máy chất. Con này máy được cái ngon, hình thức xấu. Hình thức xấu anh em nhé, hình thức xấu. Đây. Đề đó, bình thôi em tí nhưng mà đề vẫn được. Đấy. Ok anh Sơn Kim, anh em nào mà chốt thì cứ báo trực tiếp cho bên mình nhá. 8,5 triệu cộng 1,5 triệu, con này máy chất, đồ còn zin nguyên bản nhưng nói chung nó hơi ghẻ lắm nào tí. Nhưng mà ngon này, nói mày thôi này, của... khung sườn được. Không đơn giản đâu, giảm sóc thứ này. Không phải lẹ lẹo nhẹo đâu. Xô thua cái thớt này, cái thớt xấu này. Hình thức xấu. Hình thức xấu nhá, thớt xấu này anh em này. Ở đây chung là thôi, nói chung là khách hàng thì nó tùy được. Không phải, nó không phải vỡ, nó dán mà. Dán thôi, không vỡ. Nó dán nó mọt tí kiện mẹ. Lau dầu lau mỡ mà có lâu với gì. Cái máy được thì ngài vừa, thớt xấu anh ạ. Chân trống dài ngoãng. Rồi 200 bên này, máy này êm, máy thút thít luôn đấy. Con này được cái máy ngon, máy kém mình không mua. Con này được tiếng rồi mất hình. Được tiếng rồi mất hình. Bên bếp đây, tiếp theo con gì nữa? Anh vào viết giấy bán cho em đi. Lên hẳn hơn 200 người xem, hôm nay nhiều thế, hay đông. Ok anh Văn Vũ Hoàng nhá. Ok anh em nhá, một chiếc Dream Việt Nam đời 2005 mọi người nhá. Ừ. Đấy, ông quay gần cho cháu một chiếc Dream Việt Nam đời 2005. Máy rất là chất lượng anh em nhá. Biển 29U. Ui. Còn 29U là vẫn còn. 29U78571 anh em nhé. Đời 2005. Con này đăng ký 2010. Đấy. Em vẫn Tường Nguyên trông mặt ông bán xe buồn thiu đúng rồi. Anh em cũng về mẹ bán thì lỗ đấy. Buôn xe đẹp về còn bán hớn hở có lãi mẹ. Buôn loại đò nát về mẹ. Mẹ số khó làm chẳng lên dầu. Tại sao người ta buôn bán người ta khách ầm ầm. Ông buôn toàn vô bèo vặt tiếp. 29U7 anh em ạ. Đất đai anh em cũng mua cái mảnh đẹp nha, lô góc nhà phố thì cứ 30m, 35m đủ. 35, 30m. Ok Thi Hoàng nha. Nhà quê thì cứ tầm khoảng 6, 7, 10m. Em mới mua bán đầy người mua. Cứ mua cái loại nhỏ nhỏ, xong bé tí xấu. Nhà cũ nát rồi mua về, đòi lừa người ta lừa sao được. Anh em chỉ có mua cái đồ tử tế nhá. Nhưng Văn Nam ơi, quay kỹ lắm rồi anh ạ. Hình hài thì xấu anh em phải về làm, còn là máy thì chất lượng anh nói em chung là xe chất đi được ấy máy nói chung được. Là đi được tôi khẳng định là đi ngon đi ngon đấy nó đi Việt Nam anh em nhá. Đời 2005 đây đã xuống tiền là chỉ có điếc lòi không bao giờ lo cái gì. Đây đã xuống tiền chả có lo gì. Máy được mà anh em, con đấy máy ok mà. Nhiều xe này sao nó đắt, nhưng mà nó đắt là nó sắp ra miếng. 29U78571 anh em. 2005 nha mọi người nha. Đông quay gần cho cháu một chút. Con này là mua là 20 đây mọi ông ơi. Con này mua 27,500, cậu em 1,5 triệu nhá. Ai mà thích cái đời 2004-2005 này, thích cái loại đời đầu này thì lấy nhá. Cái dáng này đầu nó đắt đấy nhá, dáng biển U này nó đắt đấy. Dòng này dành cho anh em nào thật sự nó một số tệp khách hàng thích. Thành Quang, cái đời 9,500 mà bây giờ cậu có 1 triệu. Còn 1,5 triệu nha anh nhá. Cậu có 1,5 triệu. Sau lưng Hoàng Kiên có chính thức là 40 nhân sự.
40 ông chủ gia đình, ông chủ chứ không phải là 40 ông dòi dòi mấy sinh viên anh em kiểu là các cháu làm thêm giờ đâu, toàn bộ các ông chủ bà chủ hết sau lưng mình. Trông tất vào xe máy Hoàng Kiên đây anh em, ở đây toàn ông chủ mà bà chủ hết đấy. Sau ông chủ bà chủ đây có một gia đình này, có ba đứa con. Trông hơn hẳn 40 con người, phải lên hơn 100 người. Hơn 100 miệng ăn không đơn giản đâu. Ok anh à. Bảo thêm xem cho anh. Thêm có xem rồi, xong xuôi rồi. Ừ. Chiếc Prima nha anh em nhá. Prima mới mua về. Thêm giá bao nhiêu? Thêm được trả em 7 triệu, nhưng mà bây giờ chủ có người phải chịu 6. Ôi thế bảo thêm làm đi. Dạ. Một con xe giá lợn chết được 18.500 này. Prima giá lợn chết vừa mua về nhá, 18.500. Prima. Giá trước đây nó 26 nhưng bây giờ nó còn 18.500 một con Prima. Đời bao nhiêu biển anh? Hà Nội. Đời 2013 2014 ấy. Đời 2013 đăng ký 14, coi là đời 2013 này. Nếu Prima nhá anh em. Anh nhá. Đồng, đây giá lợn chết nhá. Giá của thị trường là rút phích cấm này, chạy hơn 3 vạn. Đấy. Giá màn luôn. 18.500, giá nó là quá là mẹ, giá là quá yêu luôn. 18.500 chưa dọn dẹp đâu anh em nhá. Đây. Giá nó là quá yêu, sơn zin máy zin nhá. Với thời điểm hiện tại xe chính chủ một chủ đầu nhá, mình đến trực tiếp mình mua chủ xe đấy. Giá trước đây nó là 26 triệu nhá, bây giờ nó còn có bản 3V nhá. 18 triệu rưỡi. Rẻ. Ê. Prima mua 18.500. Prima dòng này Prima trước đây đầu tiên giá mày mua mới là chính thức là 78 triệu. Mới tinh 78 triệu bây giờ mình mua có 18.500. Một chiếc xe Piep Vec 3. Có rút hồ sơ được không? Thoải mái nha anh Khánh Đỗ Linh nhá. Xe chất lượng nhá, không phải là rẻ mà đồ vớ vẩn đâu. Xe tầm này rẻ này, đồ ngon mua. Rẻ vậy ngon. Chất lượng không? Máy ngon. Con này không dán ni lông nữa, có xước sắt kỳ kỳ đây về đánh chi nhá. Có anh em thích sơn thì sơn tỉa. Con này thích sơn tỉa đây này. Sơn tỉa. Màu trắng. Màu trắng về nó lộ màu. 18 trắng. Triệu rưỡi. Dòng Vec 3 này anh em phải cầu 2 triệu rưỡi mình mới bán nhá. Rồi. Chưa có bao dọn đâu. Anh em có nhu cầu dọn thì hết khoảng 500-700 gì đấy. Đây có quay vòng. Quay vòng lại. Giảm sóc trước sau rất là ngon. Đây, lốp cũng còn rất là ok, không vấn đề gì, vẫn đi được. Đây xe cứng cáp nhá. Đây lốc máy này. Vừa mua về nhá. 18 triệu 500. Lốc máy rất đẹp. 2 triệu rưỡi. Trên này xước mà. Đây phải tỉa sơn. Anh em về có tỉa sơn mà. Con này tỉa sơn rất nhiều, con này tỉa sơn mất khoảng 700-800 thì tỉa. Piezo mà, dòng Piezo. Máy vẫn này, máy nổ êm. Prima một chủ từ đầu nhá, mình mua trực tiếp chính chủ luôn đấy, vừa mua về xong ấy, mình thấy nó rẻ quá, rẻ mẹ mua rẻ. 18 triệu cộng em 2 triệu rưỡi, nếu anh em thợ mua về có thể bán 23-24 triệu tùy. Còn anh em nào mà mua về dùng nhá, có nhờ mình dọn thì mất mấy trăm tiền dọn đấy, cả bán công án gọi triệu thế thôi. Mua cho vợ cho con đi thoải mái nhá. Triệu đây anh em ạ. Triệu tí đấy. Máy chất nhá, anh em đi vài năm không hỏng đâu. Quá rẻ, Prima bây giờ 18.500 cộng 2 triệu rưỡi, quá rẻ luôn. Em ơi, tắt từng quay cho anh chị, 8 triệu rưỡi. Đấy, vừa anh 82 đúng không? Thôi cứ để cho thiệp duyệt đi, không có đi mất công. Đây anh em nhá, một chiếc SGAP nhập khẩu đấy, 008, rồi nhá, 150 màu cà phê. Đấy, vừa mới mua xong chiều Nguyên nay. Long. Anh Nguyên Long, SGAP bao tỉa sơn dọn dẹp. Ông quay gần đây cháu. Anh Nguyên Long. Ok Nguyễn Long ơi, anh nhá, cọc luôn cho em đi. Ok em cảm ơn anh Vũ Đình Tuấn nhá. Anh Nguyễn Long ơi đấy. Nhớ chia sẻ bài nhá, anh em cọc nhớ chia sẻ bài vào cái nhá. Mới nhá anh em nhá, mới nhá, mới về tại cửa hàng. 18.500 Đồng Nhung ơi, 18.500 mua vào. Ở đây cứ bình tĩnh đi, cứ lau cha lau châu. Chị quay nốt con này đã. Bán hàng cứ lau cha lau châu. Mua 18.500 cộng 2.500.000 nhá. Anh Nguyễn Hiếu ơi, dòng đấy có 2.2L trên 100 cây rồi, bản 3VIA nó phun điện tử rồi. Tất cả các xe đời mới nó không phải là ăn xăng đâu. Nó chẳng qua không... là nó mất giá của dòng BMW với Mẹc, bây giờ nó mất giá hơn dòng Toyota. Cái giống Toyota bây giờ nó giữ giá hơn. Đấy. Rồi nhập khẩu đấy 2008 nha anh em nhá. Máy zin đây anh ạ. Motor zin đấy. Con này thêm mua bao tiền đấy? 48 triệu. 48 triệu con này nhá, có em 3 triệu, một chiếc SH 150. Nhập khẩu 2.8. Ốc cho máy zin. Đầu máy 015 nhá. Đấy hay là 0159, đầu máy 228, 150 nhập khẩu. Bản cà phê, đúng bản cà phê chứ không phải xe vớ vẩn đâu. Vũ Văn Thơm. Có vi 48 triệu, cậu em 3 triệu. Anh
kiên xe chưa bao dọn nha, tất cả xe chưa có bao dọn. Nếu anh em nào mà thật sự mua về dùng ấy, nhớ là anh em mua về dùng nhớ là nhờ bên mình dọn ấy. Thật sự là nhiều anh em, nhiều anh em không nhờ dọn là nhiều lúc về dọn nó vất vả, nên nhờ bên mình nhá. Bên mình có đội ngũ spa, đội ngũ làm rất là chuyên nghiệp, làm rất là giá rẻ mà lại hợp lý, mà lại rất đẹp, làm chuyên đúng thôi. Theo ý của thợ, không bao giờ hại xe, chỉ có tốt cho xe nhé. Tất cả xe nhà mình đã dọn lên cho anh em là tốt cho xe đấy. 48+3 51 triệu nha anh em nhá. Đấy, sơn của nó đây, hiện tại là sơn của nó cũng còn tương đối đẹp, nhưng cái này anh em về phải tỉa sơn tán đi đâu, anh em phải tỉa qua cái đồ sần này. Đồ sần nó hơi kẹt kẹt, mấy trăm, 300, đồ sần tỉa nhá, 300 phải tỉa đấy. Phải nhập khẩu anh em nhá, màu cà phê rất là nhiều anh em chuộng đấy. Cục đầu bò ok, vào anh đi nhá. Sa sa 322 đây. Ốp cho máy vẫn zin theo xe. Rồi đúng rồi anh em ạ. Anh em tình hơn cả bọn em. Đấy. Sao sao? Đấy. Em mới bảo là 7 triệu nhưng mà bây giờ chủ nó chốt 7 triệu 6 đấy, em mua đấy. Thôi em đốc xem đi. Thấy nói gì? Thì thiệp thiệp vẫn là em báo 7 rồi. Thì... ông thiệp bây giờ ông còn to hơn ông Kiên, ông Kiên giờ gì? Đấy lúc đấy thì em bảo là Kiên chỉ diệt lại thôi. Dám sàng lọc phải sàng lọc. Đấy, cho gọi tiền về là sai đâu. Xe đến lúc thì anh em lấy công thức nhất chuẩn nhất. Thì mình ra xếp đang like nên là cũng xem được nhiều. Thì mình ở ngoài xem được kỹ hơn và xem chi tiết hơn thì cẩn thận hơn cho anh em thôi. Rồi. Thì báo là trả như 7 anh quay lại. Bây giờ là 7 triệu 6. Bây giờ 7 triệu 6. Một quả bánh kiêng sinh nhật 6. Ba vạng ươm thế rồi nó thì sẽ xấu. Tấm này là 7 triệu có mua được không? Bán được không? Bán không? Tầm 7 thì lên like thôi chứ phải là mười mấy em, ơ 12 mười mấy. 21. Nhưng mà xe nó vàng hết pha rồi, thế 7 triệu bán hơn 8 triệu. Vâng, thì em có biết giấy. Em nhanh dĩ bò. Từ 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 nó từ 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 dạo dạo. Dạo đây ngó ngó. Đồng ý 7 triệu rồi, là giao hưởng đây, đồng ý 7 triệu rồi giao hưởng. Ôi giời ơi, nó cụt hết thế này. Nào, một vòng này. Phải mất tầm 3-500 triệu. Con này chắc đi chắc làm gì được phải 21. Ôi kìa. Tại biết còn duyệt lại. Chép ơi. Nhà con nhiều không? Nhưng con này sợ không phải 21. Lốp vẫn còn 21. Ờ đứng gọn. Rồi đây các chủ tịch bắt đầu trên các tòa nhà bắt đầu về đấy. Rồi đây mua đi. Đây cho mua đi. Tôi có mấy ăn mấy cái này. 300 gót của nó dưới rẻ rồi. Làm à phủng đục áo. Nhà còn xe khẩu nguyên chiến sinh qua có người cọc chưa? 6.1 còn 6.1 khẩu nguyên chiến sinh vẫn còn này. Anh phải em bán xong thì mới mua kiểu, kiểu anh. Thôi cho ông Thiệp, Thiệp cho Hoàng Thiệp làm việc đi. Ai thôi mang về giúp anh nhé. Thôi mang về giúp anh nhé, chồng nó lạc nhạc lắm. Bọn em hát cà phê tính cả dọn dẹp là 51 ok hùng kiện anh nhá. Anh Mạnh Doan ơi, SH cà phê thì dọn mất mấy trăm hoặc 1 triệu tùy theo cái phân khúc dọn nha anh nhá. Em bọn em phải tỉa anh Mạnh Doan ạ. Tôi mang về giúp anh cái xe này nó... em ơi, vào 8 triệu rồi. Vẫn nhiều ạ, dạ vâng, pha... bán mẹ anh 6 rưỡi. Về mua thì sao em bao băng thẳng vào anh. Không, dầu xe đẹp mới mang vào, đồng nát. Không bao giờ mang vào, đừng mang vào. Thống nhất là anh em mang xe đẹp đến, đừng có mang, không tiếp khách. Thống nhất là không tiếp khách, đồ đồng nát không tiếp. Nể nhau chết mệt. Vào lúc đấy mới quay khách xong rồi em mang vào. Xe nó nát, xe vỏ xấu. Tôi bán anh 6.7 triệu về dọn dẹp, mông ngã. À vâng, thì tôi em đồng ý, em mua em còn miếng mà. 6.7 triệu nha anh em nhá. Em mua em còn miếng mà, em quan trọng gì đâu, dễ mà. 6.700.000 nha anh em nhá, đăng ký 2021. 6.7 triệu bằng luôn. Đăng ký 2021. Ừ. Đấy, một chiếc
Có em 1 triệu rưỡi. 6 triệu 7 cộng triệu rưỡi nha anh em nha. Một xe đây để nó vỡ hai cái củ xi nhan buộc dây chun ấy. Đây này anh em về phải làm đây. Đây này, xi nhan này không sao chứ sợ để dặn dặn này phải thay nhá. Thay củ nhan này 70 nghìn một củ ấy, phải đi mua nhá. Cái này phải hàn một tí này. Đấy làm cái dè hay là hàn một tí cái vành đây này. Hàn bắn tỉa sơn. Còn lại lòng nhằng làm mất 3-400 nghìn đấy nhá. 300 nghìn. Đúng rồi 2021. Bây giờ bảo dưỡng cả cái video này. Bảo dưỡng cả video này. Thôi em 1,5 triệu nhá, bà đang coi mốt. Các cháu học sinh sinh viên bây giờ bắt buộc nó đang vẫn nhiều người mua. Cộng 1,5 triệu nhá. Chiếc cúp 50. Ok anh em nhá, một chiếc Vision đời màu đỏ đời 2022 mọi người ạ. Đây cháu một chiếc Vision. Rất là mới luôn mọi người nhá, rất là anh mới. Anh Mạnh Doan cứ cọc đi xong mấy em ấy nhá. 8,000 anh em nhá. Đấy, một chiếc Vision. Rất là đẹp nha anh em nhá, sơn su đẹp này. Sơn zin máy zin bản 2022. Cảm ơn Nguyễn Đông. Quốc Nam, cảm ơn Quốc Nam nhá. Biển 17 anh đấy, em khổng ơi. Khổng minh nhân sinh này, đắt cho buôn buồn cho bán này, vẫn còn này khổng minh nhá. Đã ai hỏi đâu. Đọc biển số cho anh em ơi. Anh ơi biển 17B8521. Anh cộng cho em con này 300 tiền dọn, 8700 cây. Màu đỏ, xe đã được 2022 anh em nhá. Đấy, sạch xe anh em nhìn này. 2022 anh nhìn ốc ác này, đẹp không? Đấy. Mua 26,100 triệu. Cộng 300 tiền dọn cho em. 67. 6,400 triệu rồi anh em nhá. Cộng cho anh em 1,7 triệu. 26,400 triệu. Này bỏ lau cái này đi. Cộng 1,7 triệu nha anh em nhá. Nó lau cái này đi, xong cái nào nó bay rồi đi. Lau cái này nhá. 8,700 nào, cây. Nào ký đấy. Bản 2022. Hạt vẽ chẳng phát. Thường không? Hợp ký. Hợp hay thường? Hợp hậu à? Hợp chứ. Hợp gì đấy? Thường. Thường tét. Thường tét. Hạt vẽ nằm trong. Bảo anh nhanh như bà bảo thường thường hậu nhá. Đó, bảo anh kia lần này là tha nó nhá. Lần sau phạt 500. Lau ngay cái này cho anh. Nhá. Không chưa bảy mua là 26,100 triệu. 26,100 triệu cộng không không triệu bảy không. Xe này thuộc về những xe một trong những xe hàng xe bán chạy nhất Việt Nam. Ba những chiếc Morning, những chiếc xe gọi là Vios, những chiếc Way, những chiếc Vision, nó là luôn luôn nó đi cùng cái năm tháng. Ông buôn cũng khó ăn mà ông đại lý cũng khó ăn khó nuốt. Như cái được cái này dễ bán, nó yêu giá, nó yêu. Thế này nói anh em, những dòng xe này anh em cứ mua đi, nó là thánh giữ giá, nó là thánh của giữ giá. Nguyễn Đình Trình anh nhá, anh chốt liên hệ trực tiếp anh, bên em nhanh nhá. Anh giới thiệu em con này, hộ em tí. 26,400 triệu cộng 1,7 triệu. Hôm qua bán cho em con này bao tiền? Báo cáo Hoàng Kiên nhá, sẩm tối hôm qua thì sang trình bày trình bày. Bây giờ trình bày, bây giờ anh Khổng Minh nhá, chào anh em nhá. Anh trình bày, vâng. Anh chỉ trình bày là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, rồi. Độc lập tự do hạnh phúc. Rồi, không cần. Tôi là Khổng Minh, tôi trình bày một việc như sau. Đấy, vào hồi. Dân chủ Cộng hòa. Rồi, vào đồng hồi. Tiền đi trước, đồng tiền khôn. Hôm nay là Hoàng Kiên lại bán một con xe này. Rồi. Tôi bán cho Hoàng Kiên là vào hồi. Hoàng Kiên có khả năng tỉa tót lên 1-200, không quan trọng cái 1-200 giả được anh em. Vào hồi vào được khoảng tầm 7:30 thôi. Nhưng rồi. Hôm nay Hoàng Kiên nai lên. Thôi thì doanh nghiệp Hoàng Kiên cũng chưa có ma là hỏi. Chưa có ma là hỏi. Nhưng rồi. Mà tôi sẽ hứa danh dự, tôi lại có khách, tôi bán cho Hoàng Kiên 7 triệu. Rồi. Chỉ trong vòng 1-2 ngày. Bán cho anh Hoàng Kiên là 6,1 triệu. 1961 có tỉa tốt lên 1-200 thành 63 thì không biết, việc đấy là quân quyền dọn dẹp. Không tỉa thì có cộng. Nguyên đấy là bây giờ là cộng trên lai là 1 triệu. Xe này là rất là hợp túi tiền với mọi học sinh sinh viên. Thì con xe này nếu mà Hoàng Kiên có bán cho mọi người phải bảo hành cho được khoảng 2 năm, chứ đừng có bảo hành 1 năm. Bảo hành máy 2 năm bảo hành cho Hoàng Kiên 2 năm. Và người bán cho Hoàng Kiên là Khổng Minh Tiên Sinh cũng bảo hành cho Hoàng Kiên 2 năm. Rồi. Người ta mua 7,1 triệu Hoàng Kiên bán lãi nhờ đấy là do thuế má rồi do đủ các cửa hàng thuế thuê mướn. Nhưng tôi cũng lại bảo hành cho Hoàng Kiên bán cho khách, tôi cũng bảo hành cho Hoàng Kiên. Rồi. Anh đang nói anh em nhá. Tôi cam kết những lời khai trên. Khai trên phải là đúng. Là hoàn toàn nếu đúng. Nếu sai, tôi sẽ là người coi như là trách nhiệm. Trách nhiệm trước pháp luật. Những cái pháp luật thì không nói, để an ninh chính trị.
Còn pháp luật buôn bán tôi có thể văn bản tế, nó thế. Kinh tế nó phải được thương mại. Thương mại nó phải phù hợp với giá cả thị trường. Thị trường bây giờ đang là nó đang tích danh. Lợn chết. Tỉnh đang bỡ ngỡ. Nhưng mà ta cứ mua bán đàng hoàng. Được rồi. Đấy. Anh, tại vì bác đang có mùi hồng xiêm. Rồi. Văn bản này ghi thành hai bản đã đọc. Mọi người cùng nghe. Và mọi người cùng nghe cùng hợp tác. Mỗi người giữ vào. Tôi cũng có trách nhiệm bán cho hội viên này 7 triệu một. Rồi. 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 Này này. Chưa này là mấy bơ. Tôi vẫn làm một bơ với cả một đĩa cơm 35.000. Một bơ. Một chén rượu ly, chén rượu, một con bia và Xin chắc. Cơm 35. Mấy lon. Anh làm đúng lon rưỡi thôi. Lon rưỡi và một chén rượu. Và một chén rượu rồi, và một đĩa cơm 35.000. Rồi. Ăn cơm của nhà bà Lý ở gần đấy. Cụ Lý. Vâng. Bà Lý hôm nay là bán 25 năm cơm. Rồi. Ta ăn bình dân. Rồi và sinh hoạt bình dân. Rồi. Anh thôi rồi ok, anh công việc anh đã xong. Ở đây giới thiệu anh em mua của anh Khổng Minh là 6.1 nhá. Nhưng mà chưa có ma nào hỏi nhá, anh em nào Rồi rồi. Chưa có gì cả. Rồi. Mới 1 2 hôm hàng tiên mà để đến 5 7 ngày tôi sẽ có trách nhiệm hàng tiên tôi mua. Rồi. Bán anh em 7.1 nhá, cộng triệu. Con xe này nó rất ưu ái. Rồi. Máy máy ngon. Máy ngon. Hôm qua em bảo máy zin đó là zin 100%. Đúng rồi. Sai đâu anh đền cho chúng viên mẹ cho em 10 triệu. Rồi. Đền gấp đôi. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đấy. Vì cái xe này nó là ưu ái. Dễ bán. Rồi. Máy ngon anh em nói vui thôi, máy tốt, máy tốt. Này, máy vẫn nó sật như xe xịn luôn. Này, nói thôi. Có thật nói thôi, máy chất lượng. Đời 21 bây giờ đi không bằng con này. Nó mua 61 bán 7.1 anh em nhá. Đấy. Âu Khổng Minh nói không hay bằng anh Chiến Cổ Cánh. Anh Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng. Đây nói rất ngặt nghèo nhưng mà đâm hay. Nói cứ làm chiếc thì nửa say say thì nửa muốn bán nói rất chắc đấy. Anh Nguyễn Đoàn là xử lý cồng kềnh quá. Đúng rồi anh Vũ Đình Tuấn đúng. Anh Mạnh Đoàn kia ơi chốt con 1:15 một cà phê à quê. Anh Mạnh Đoàn ơi anh em liên hệ video đang phát trực tiếp anh Mạnh Đoàn nhá. Chốt nhé Khương Hói. Ok Khương Hói chia sẻ bài kia ngay. Thiệp Hoàng Thiệp đã chốt con này chưa? Con này chốt. Lâu thế Hoàng Thiệp lâu thế nhỉ? Thiệp anh ấy đang rồi một đống ấy không đâu bóng đâu 12 rưỡi mà 26 thôi. Ốp bồ. Xe nó là số 1 trong Nam Á. Xe là số 1. Cài chưa không? Chưa chốt được đúng không? Đỡ bị. Từ còn nhiều mic gọn hết bao nhiêu? Thôi em tháo ra. Con xe vừa xong. Hôm nay xin lỗi trên này là cũng phải lộ đấy chứ không ấy nữa. Ok không mình chốt anh Mạnh Khoan lộ lên bài ok Mạnh Khoan tự. Mạnh Doan ơi anh Mạnh Doan ơi em dọn vừa đấy nhá dọn với vong độ sơ gai đấy nhá không dọn nhiều đâu. Con xe anh Khổng Minh vừa rồi là dọn mất 200 đấy rồi 300 dọn 200 bảo rồi và dọn 700 nhìn cái lốp nó mới vàng loại. Ôi dọn buôn mấy cái đồ này chán lắm anh ạ, nó thật ra buôn nó vui. Để cho nhạc nhẹ, rất nhạc nhẹ. Nát hết cả like. Em nhìn sơn chi nó thế này. Nát like. Sơn chi thế này. Còn lại là mấy triệu? Mấy triệu làm sao được em? Nhìn cái xe này 26 thì em ơi mất như zin. 23 đâu ra. Khổ quá đấy anh. Vừa mới tạp hóa vừa làm vừa dọn 26 lần đầu lần cuối đấy em. Chính chủ luôn, ngủ với chủ được luôn. Còn đấy bao tiền à? Để anh em thủ tục nhanh nha, chuẩn bị sang kia để like mấy con xe bên kia nhá. Nó muộn mất rồi. Em ơi, xe nó số 1. 25 mà em à, nhìn này. Anh ấy tạp hóa dọn vừa mặt kiếm mấy vài trăm của em. Bây giờ kiếm rồi, rồi này, em mua cho anh 10 triệu. Không được đâu em ơi. Con này anh bây phải giờ bán cho chúng 12 triệu. Anh không gần đến 13 không, mà anh bán cho 12 triệu rồi. Thì không được thì thôi. Chân đoàn 5 anh em thôi. Cũng để mà giao lưu. Thôi. Xe này đấy. Thôi, dòng này bọn em 1 năm thì không được thì thôi. Dòng này bọn em thôi. Em ơi. Bọn em. Thôi, nhiều lúc là không. Em ơi, không xong như thế này em ơi. Cơ bản là cái con xe cúp kia nó chưa xong thì con này nó chưa trôi. Em ơi, đấy, nó cứ phải trôi xong. Vào con cúp không cần xong. Cái con nào vào, con nào ra thì cũng phải từ từ đấy mà. Con nào vào, con nào ra phải từ từ. Con xe này nó dán đi lông cả xe vừa bóc ra gần như mới cứng. Thôi, 10 triệu. Không, 10 triệu lỗ mà. 10 triệu lỗ. Đấy, anh nói chân thành anh không vống veo thì hôm nay 11 rưỡi. Hồi xưa là con sao con này chết
Con này xưa phải 13, 14 triệu. Thôi ok, thôi con khác em mua thế rồi. Rồi rồi, 10 triệu thì anh không bán được đâu. Bắt tay con này đi về thôi. Thôi đi về. Một câu là 5 mồi nhá, không được nhá, 11 triệu nhá, làm lấy 10.7 rồi, 10.3, 10.5 rồi. Không. Thế thôi. Mua cho anh 10 triệu. Không 10 triệu thì anh không bán được đâu. Thôi thêm 200. Không lỗ mà. Con này thì anh đi nhẹ đó. Lỗ, anh lấy 10.5. Đầy đủ photo, đầy đủ hết, đầy đủ. Hồ Bông Hoàng Tiệp 12.5 nhưng bây giờ chủ doanh nghiệp có giả 10.2, 10.3 là anh lỗ. 10.2. Anh lấy 10.5 rồi, anh bán cho chú 11 triệu. Để anh em làm bữa cơm. Khẩu mình vở lắm, hoảng đi vào. Cái gì nó cũng phải chân thật. Nói thằng chấn hướng nhưng đi vào thực tế. Cái xe nó như khúc giò này. Này, cái xe nó như khúc giò. Em biết rồi, thế thôi. Đấy, không em ơi, con này em bán lẻ 12 triệu đơn giản luôn. Đây, em nhìn vẫn nổ máy đấy nhá. Bán lẻ mang về nghe trở về Nghệ An mà. Không, quê bác em ơi. Quê bác. Không tử mãi mãi anh em. Đây này, thấp đấy. Anh để cho em 12. Thôi sang này thì không nó muộn, nó hết thời gian. Đây đại biểu, đây hết thời gian. Chính thức đại biểu đó, hết thời gian. Bỏ mic đi. Mười là hai nhá. Không, 10.5 rồi. Có nói đấy, nói nhiều đấy. Được rồi, thôi. Thôi thôi, em sao còn khác đi. Buồn mệt lắm. Thôi, nhảy vào đi, nhảy vào nhảy ra. Nhảy vào nhảy ra. Rồi. Là bao nhiêu? Để là 10.5. Không bán được. 10.3, thế thôi, đúng. 100 bạc. Đúng rồi. 100 bạc. 100 bạc. Đúng là giá lợn chết, 25 bạc mà 10.3. Máy vin thơm vin, cốc ni lông nó mới cứng. Thôi chào anh em, hôm nay là cũng lại nói hơi to. Nhưng có lần nói to nói nhỏ. Có lần huyết áp không huyết áp. Nhưng cũng chúc sức khỏe và chúc mọi người làm ăn phát đạt. Đồng tiền bác ảnh bác bây giờ sắp 2/9 Quốc Khánh rồi, mọi người dân đều kiếm ăn, đều làm ăn, xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng gia đình nhiều tiền. Nhiều tiền mới có được công việc khác. Mua gì? Đấy. Mua cao được, sao được sao? Cao quá. Nhưng mà vẫn mua. Ok, cho anh Minh 10.3 triệu. Ok, thôi bác đợt này tăng xong con này đo huyết áp. Tình hình đo. Thì là con 81 đi. Đo huyết áp. Nên là anh phải bán cho chú. Vì con 81 anh phải bán cho chú. Rồi. Lại chính thức. Anh bán anh tiếc đấy nhưng mà thôi chính, vì chính. Con 81 chưa bán được anh phải bán cho chú. Ba cái giấy. Chính thức lại là mấy triệu con này? Chính thức. Chính thức nhá. À. Mua 10 triệu bớt 200. Rồi. Xong rồi cho để về cái này bớt được có 100 nữa nào. Rồi. 97. Bây giờ bán cho em. Ba mồi, thằng tạp hóa nó bóc mãi ra đây. Ờ, dọn công. Không luôn cho được rồi. Khổng Minh có tí công thợ xây. Chạy xuống. Ok. Đấy, mình phải thành thật, ok, thế là làm, ok. Thôi cũng mong Hoàng Kiên bán với lãi một củ thì nhẹ nhàng rồi. Cái này nó đơn vị, Vision là một, Uy là hai, nó dễ mua dễ bán. Ăn lãi mỏng lắm, không ăn lãi dày đâu. Anh chào anh em như này. Chào anh em như này. Vâng. Chúc sức khỏe anh em như này, đầy hạnh phúc và đầy tiền tài. Tiền và tài, nếu có tài thì có tiền. Có tiền thì cũng lại có kinh tế vật chất cao. Cứ bình tĩnh ấy. Có tiền có kinh tế vật chất cao, ta xây dựng cuộc sống càng ngày càng đi lên, càng ngày càng khỏe về tiền. Nam Cam đi. Rồi anh vào đi. Ok rồi, anh. Chào anh em. Chúc sức khỏe. Luôn bác đứt đấy. Bác một phát bác tăng sông đứt phải máu não chết. Bác cái có tí mèn. 1.5 triệu anh em nhé. Qua. Qua bác có tí mèn em. Điếc hết cả tài. Thật sự. Giá yêu. Đầu tiên nhá. Đầu tiên em đầu tiên là 12 năm. Đầu tiên hồn 12 năm. Hồn đọc là 12 năm. Là sơn này nó đẹp sơn zin. Cái đời nó là đời chốt. Đời bô da vòi và phanh dài. Hai người ok anh nhá, Mạnh Doan nhá, anh chốt còn 52 triệu dọn đẹp cho anh. Ok anh nhá, Mạnh Doan. Nhớ chia sẻ bài nhá. Cảm ơn anh Mạnh Doan nhá. Đang chốt con xe đấy nhá. Ôi để quay vòng. Rồi một chiếc 10.3 triệu cậu em 1.5 triệu. Sơn zin máy zin. 300 cộng 1.5 triệu nha anh em nhá. Sơn zin máy zin biển 37G. Đấy, đời 2015 đúng không? Tắt khi cả thở, người nghe không có cả loa. Đây anh em đang bỏ loa phóng thanh bên xe máy Hoàng Kiên này. Xe máy cũ. Em Vân Đôn. Anh em ạ. Đây khách vẫn cứ mua bán bình thường anh em nhá. Vẫn cứ giao dịch đấy. Những khách hàng vẫn đang giao dịch, vẫn đang đàm phán. Đấy. Sơn zin máy zin anh em nhá. Vào năm sản xuất 2015. UEA 100 màu xám lông chuột. Pha đẹp nhá. Nói chung là máy zin em quay con đầu bò. Con này nó là zin Việt Nam 2013. Ông quay một lần nữa. Nó là zin Việt Nam 2013, nó là đẳng cấp luôn nhưng mà không, quay. Tên em nó là quay. Quay. Máy zin mà. Máy zin. Quay cuối 2015 nó anh em ạ. Nó là vô cùng bền luôn. Bộ vòi đấy, cuối 2015 rồi. 1.5 triệu. Tiếp theo con này đi. Tiếp theo anh em nhá, quay 110. Ừ. 110 quay A 110 mất biển dọn lại xe này chất. Ba xe dọn nha anh em. Mất cả biển ơi nhá, chân đoàn ơi. Quay A 110 nhá. Anh em rồi, sạch sẽ rồi, biển 17B3 anh ơi.
57617. Xe gì chị ơi? 17B357617 anh ạ. Sạch sẽ hết rồi nha. Em cộng ý. Tháng 5 2021 anh em nhá. Con này mua là 12.500.000 anh em nhá. Đấy, bản 2021 mua 12.500.000. Còn em mua 1.700.000. 1.700.000 bao dọn cho anh em rồi nhá. Còn em mua 96 triệu rồi. Mua 96 em cộng 3 triệu. SH của em cộng mỏng á. Xe này cũng 1.700.000. Không có đâu, xe mới anh người ta bán hơn 500 cây cần lắm người ta mới bán. 2 cộng 2 triệu con em không làm đâu. Anh chị bảo bỏ ra 100 triệu ra. Quần quyền đâu. Ai xe đẹp vẫn giá gì. Bây giờ gì có 500 mấy. Con hơn 500 có hơn 500 cây. Con ra lộc cho hai mồi cho nó. Đấy thì em bảo ra lộc cho anh 200. Thôi từ 98 đi cho em còn để lại con kia nữa mà lại không có con kia. Con kia con đỏ. Giá bao nhiêu? Đang để anh 8 triệu. Cho giá bao nhiêu? Thế bảo anh ấy con đấy 7 triệu đi, xong là đổi con kia sang là ok, anh em gặp nhau là vừa có gì đâu, đúng không? Anh em gặp nhau thế là cười rồi, đúng không chị? Xe đẹp cho con này có bạn nào không? Con 112 thôi, triệu. Thôi cố gắng lựa lựa con kia đi. Thôi theo em là cũng chừng 1-200. Nhà em quân quyến đông. Con này cộng triệu mấy nhỉ, em quên mất rồi anh nha. Anh chị phải vui vui vẻ đi, tính toán làm gì? Nhiều lúc đời nó mất mát quá nhiều. Tính làm cái gì nó mấy trăm. Trung Hoa. Con em này nói thật là xe chính chủ đấy, xe ngon đấy. Đảm bảo. Không minh vui SH của em cộng tí thôi chứ không ăn được nhiều. Xem bên em thường thường SH anh em nó toàn lãi 7 đến 10 triệu. Con em cộng 2-3 triệu. Thật sự quá hợp lý. Ờ đâu để xem xe này, xem xe anh chị. Ừ. Nói chung là anh em bảo con này đang tính anh ấy bao tiền đấy. Nấu hết rồi. Nấu hết rồi. Đây, bán bò tổ dương. Đổi con này lấy con màu xi măng. Đâm tao bây giờ là chết đấy. Thấy lèo phèo rồi. Đúng rồi anh Nguyễn Hoàng. Đấy, anh em đang bảo SH mà cộng 3 triệu là quá rẻ rồi. Bỏ cả 100 triệu ra. 3 triệu là quá hợp lý rồi. Chủ xe lỗ mấy chục triệu luôn. Chủ xe chủ cũ lỗ mấy chục luôn. Người đầu tiên và người cuối cùng ấy, ông nào mua con đấy mới, ông nào mua con này này. Chia sẻ anh em, ông này là ông cuối cùng này. Ông nào mua lướt mới tinh và ông nào mua cuối cùng, ông anh áo xanh này khôn thế. Người đầu tiên và người cuối cùng, hai ông đấy là khổ nhất nha anh em nhé. Mua xe mới về đi xong bán. Mua xe cũ nát về đi xong sửa. Người nữa đi đằng sau anh mà, nhiều người nữa đi đằng sau anh mà. Ông người đầu tiên và người cuối cùng, hai người ấy thiệt nhất. Đấy, dòng này thì dành cho người cảnh không có tiền mới khổ. Nhiều lúc đời nó khổ lắm anh em ạ. Những cảnh nó đã nghèo, nó mãi nghèo thêm. Ông giàu nó càng ngày càng giàu. Người nghèo càng ngày càng nghèo. Vừa xe, vừa nó ít tiền. Tính anh 7 triệu rưỡi. Xếp cộng 7 củ rưỡi đây em. Bảo cộng 7 triệu để anh em lên xuống là vừa. Gặp nhau là vừa. 10 triệu. Anh gì nhỉ? Anh Dương Hoàng Trung đang bảo chốt con quay màu xám 12 triệu. Con đấy là mua 10 triệu 300. Thế chết đấy mà. Thôi cố mua anh em đừng có mà cả thật. Khổ tội thằng em. Thực ra đây mà thực sự thế mà lên like ấy mà không có quân quyền sau ấy. Cộng 300 nghìn mà xe là xong nhưng mà nó quân nó đông. Đấy. Nói thế thôi cả hệ thống. Ăn học 5 năm đại học xong giờ này phải về không đơn giản tí nào đâu. Ok con này. Thế em ơi tính anh em 7 triệu rưỡi xong sang bên kia đi, chuẩn bị sang bên kia. Không muộn mất rồi. Chốt rồi. Báo giá rồi. Anh nhà chốt con kia chưa? Ừ chốt sang cái thằng này. Không cho lên nữa, mẹ lợi. Thật cũng lợi muốn lâu. Lợi mua lâu mất thời gian. Thôi anh không lên không mua em luôn. Mất thời gian. Trên live không mua không có rượu kéo rẻ. Ra nớt rồi, đây tiền mua đúng không? Con này là bao tiền? 2017 anh em nhá. Mua là 15 triệu 500. Chào Quốc Phong nhá. Mới mua 15 rưỡi. 2017, mua lại gốc nhà. Lại mua anh em mấy em mua 200 này nỉ gì chứ không ạ. Nhiều lúc nó khổ rồi. Toàn đến giờ cuối lại xong đến mẹ ông ấy giờ gây cho mình. Con quay xám đấy 12 triệu chốt không anh? À. Quay xám em chốt được không? Quay khổng minh đấy. 7.3. Cố lên một xíu anh Dương đấy à. Hoàng Trung ơi cố lên một xíu nha anh nhá. Ẻo lắm. Ẻo lắm lắc. Chán lắm, chán. Rồi ok. Bán cật lực quá. Mua bao tiền con này, đời nào? 27. Mua 15 triệu 500.
ra nốt 2017 em nhỉ? Cậu em 2 triệu. Biển Hà Nội. Biển G Thanh Xuân nha anh em nhỉ? Anh mới dùng chắc sang bên kia làm mấy con xe. Nốt. Nô ra bên kia cho nốt, xong ấy. Nốt cho xong. Cho nó để đâu thiếp hoàng thiếp hầm nhau. Rồi anh em nhá, 15 triệu 500 cộng 2 biển 29G1 anh em nhá. Ôi rồi. 65409. Anh nhìn em mới sợ lắm. Thôi. Cho thiếp mua. Nên là lần sau. Vì anh em mua lâu là thôi. Mấy anh em ông đi trước. Mấy anh em sang bên nhà 62 anh em lại quay nốt những cái dòng xe ban sáng bọn em còn nợ nốt anh em nhá. Anh em xe những con xe bên sáng nhá, đây sang bên này. Đây khu vực cổng chợ xe đang nghỉ nhá. Giờ này anh em đang nghỉ hết rồi. 6 giờ hơn rồi. Đấy, đây lên tầng 2. Lên tầng 2 ơi. Chị Đức em mâm. Đây một số. Đây em nhá, đây sáng nay mình like một loạt xe xe lít rồi, bây giờ còn một số nước anh em nhá, một số xe ra nước này, đây xe ra nước này, đây một con anh xe Trần Thắng ơi. Trong kia một tí, con quay lông chuột là 2015 của 2015 anh em nhá, đời bản nói chung là xe chất anh em tính toán gì 1-200 thì nó là bản gì nhỉ, thì nó là bô vòi bản rồi. Đắt nhất luôn, bản đắt nhất rồi. Đây trước em ơi, con ra nước này bắt ra nước, bắt ra nước đúng không? Thôi con này trước đấy. Noza Grand anh em nhá, một chiếc Noza Grand màu đen, đời 20 con này 2016. Biển 29S6 nha anh em nhá, 36455. Đấy. Anh Lê Tuấn ơi, con dèm không yếm hình ra là vẫn còn đấy nhá. Anh cứ sáng nay đầu like em vừa like đấy, con mua 82 triệu đấy. 82 triệu cộng 6 triệu đấy anh nhá. Anh Lê Tuấn nhá. Dung báo lại em, con giúp con quay xám của anh Minh giá bán bao nhiêu? Con quay xám của Minh nhà mua là 10 triệu 300 cộng 1,5 triệu nha chị Quỳnh ơi. Thế anh ấy giảm 12 triệu. Anh giảm 12 triệu lại không bán. Anh cộng 1,7 triệu. Triệu 7. Thế là anh đang giảm 12 triệu. Anh bị bà cộng nhầm. Rưỡi thì. Thế là anh Dương Hoàng Trung ơi, con đấy là 10 triệu 300 cộng có 1,5 triệu thôi chứ không phải là không chưa đến bao nhiêu 11 triệu 800, chưa đến 12 triệu anh em ạ. Anh Tuấn này, anh ơi, con 81 của anh Khổng Minh là mua 6,1 triệu nhá, về dọn mất 200 là 6,3 triệu cộng em 1 triệu nhé. Ok đây, tiếp theo đây tiếp theo con này con quay vòng đấy, bật plat luôn đi, kéo sáng trưng. Anh Dương Hoàng nhá, anh nhá, Dương Hoàng Trung chưa. Thằng này nó chưa xong, nó đang nói chuyện nó chạy. Phan Thắng bê Thỏ bóng, các cụ chưa ăn xong nó đã bê mất rồi. Nó không nghe bên gì. Bên em có ship tất cả anh các tỉnh nha anh em nhá. Em ship tất cả các tỉnh luôn đấy ạ. Đấy. Anh em ship vào vừa rồi ship hơn 20 xe vào Phú Quốc rồi nhá. Bạc Liêu, Kiên Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, anh em cứ ngồi nhà có xe thì chở về tận nhà nữa. Rồi. Nô ra đội mình là đội ship chuyên nghiệp nhá. Dòng này các anh đều đi cứ được. Ngồi nhà đặt cọc là không lo, kể cả ngay bên cạnh đây cứ ngồi tại nhà có người phục vụ tận nơi. Không phải đi làm gì cả. Được các thứ đầy đấy. Đủ hết cho anh em. Phục vụ tận nơi, tận chân công trình, anh em thích con nào mua quả máy thích bán lại thì lại mua lại luôn. Gửi ra ngoài này mình lại trả lại tiền. Không sao cả. 36455. Ship toàn quốc nhá, anh em mà không có nhu cầu dùng nữa bán lại gửi đúng cái xe đấy ra ngoài này. Anh em gửi lại tiền, không có vấn đề gì cả. Đấy. 26 triệu 3 triệu 700. Con này mua là 19 triệu 700 anh em nhá. Mua 10 triệu 700. Mua xe cũ có đời 2016 cộng em 2 triệu. Noza con này màu đen nha anh em nhé, màu đen Noza Grand. Em phải dắt ra mấy con ra nước để cho nó mới mẻ thì. Định danh thì có nha anh nhá. Một con da lớp màu xanh Coban, con này màu xanh Coban rất đẹp nhé. Đấy anh em không quay con. Anh em không nổ máy, tốt nhất là không nổ máy trong này. Trong này không đổ máy nhá, có mùi rồi hít vào ung thư chết. Lào Cai mọi người nhá. Anh em phải thông không cảm nhá, không đổ máy trong này đâu. Xe trên này là máy đều là. Phải biết bán được đồng nào không nhưng mà ngửi có lại khói này ung thư rồi chết sớm. Rồi một chiếc Zanot biển 24V1 26258. Tất cả xe đã được ngon lành nhá, máy êm ái ngon lành nhá anh em nhá. Đã được test rất là kỹ rồi anh em nhá. Nên anh em cứ yên tâm. Không phải lo lắng gì về chất lượng đâu, tại vì khi bọn em lên trên này nó đã là được test rất là kỹ. Ra nước 24 biển 24V1 anh ơi, 26258 biển 262 mãi mãi lộc mã
biển hơi đẹp, màu xanh. Con này mua được rẻ nha anh em nhé, mua rất là rẻ. Mua 13.500 thôi. Cậu em 2 triệu. Anh em nào là Lào Cai. Nó thua cái biển Lào Cai nhá. 13.500. Đấy. 15 năm nha anh em nhá. Chốt mà gọn 15.500. Đây ông ơi. Da nốt màu củ đậu, màu sữa, màu kem. Đấy. Màu kem biển 335 anh ơi. 35B2 292727. Đời 2017 anh em nhá. 35B2 29227. Mua qua 17.200 nhá anh em nhá. Cậu anh em 2 triệu. Xếp cố gắng mua đủ tiền nha, nhiều lúc anh em lại bớt mấy trăm cũng chả. Nhiều anh em ship xe xa cho cứ lại chê cũng lại bớt mấy trăm. Ui giời ơi, anh em biết là cái đội ngũ nhà mình nhá, ship xe chuyển xe nhá, xong chuyển tiền nó lâu lắm. Anh nhiều con xe gửi vào Kiên Giang hay Bạc Liêu gửi xa nhá, toàn mười mấy 20 ngày mới tiền mới về. Bao nhiêu công lao của mọi người. Nhìn thấy không đơn giản đâu, trông thôi tưởng ngon ăn chứ không đơn giản đâu. Không ngon ăn một tí nào. Anh à, Tuấn Anh ơi. 2 triệu nha anh em nhá. Vâng, con 81 đấy là 7 triệu mốt nha anh nhá. Con 81 con này đời đăng ký 2022 nhá. Quan trọng đời xem là đời năm 2017. Đời 2017 nhá. Quá chi ạ. Đấy. Mua là con này là chờ tí. Ra nước đây. Quang Hà ra cách 3 đi ạ. Ok anh chờ em. Đấy, bà vẫn để chờ. Không. Mua xe cũ. Đấy, anh em bên xe máy Hoàng Kiên. Chưa nhìn thấy đâu, ra nước rồi. Vừa vuốt phát là nó chạy đâu mất. Vì nhà nó nhiều xe, nó gần 500 xe cơ, nên nó ra nước vuốt phát tìm nó hơi lâu. Ừ, đây 17.2 nhá, cộng 2 triệu anh em nhá. 19.200 anh em nhá. 19.200, tiếp theo con đầy mới này, con xe form này mới nhá, bầy mới nhá. Form này là form mới nhá anh em nhá, form này là bản 2022 đấy ạ. Ừ. Biển cũng là biển 35 Ninh Bình. Con này em xem nó con này. Tháng 8 2022 nha anh em. Vâng. Chạy có mua là 23.500. 3.800 cây anh em nhá. Xe này mới 32 triệu anh em nhìn cái tem này. Anh em nhìn tem. Đây tem này, đây tem này. Anh lấy con xe lít đời rắn, cao. Rắn. Rắn dọc dưa. Rắn dọc dưa, xanh coban. Đây tem. Ở sau rất đẹp. Xanh coban. Yên may á. May thủ công nhá, may tay. Theo tay. Đấy. Của nó nội thất đấy. Đấy, quay trên. Bản đấy không anh hai anh em nhá. Chưa quay, nãy em có quay rồi. 23.500, 3.800 cây. Có quay ông nhìn đằng trước rồi. Trước đẹp lắm. Đấy. Nó form mới bây giờ, mới giờ vẫn bán 32 triệu nhá, chưa đăng ký. Cậu em 2 triệu con này nhá. Đây. 2022 3.000. Nó khác bọt đấy. Đây, úp. Lốp nào, xem nào. Lốp. Tuần thứ 2 năm 2022 này. À, tuần thứ 16 2022. Lốp còn gì theo xe cả đôi. Anh Phan à, thắng nhỏ, anh Kiên có xe SH 2012 ý nào không? Em cảm ơn anh Nguyễn Đạt. Hiện tại là quá 2011 thôi. 11 thôi nhá, 22 hiện tại không còn con nào. Ablet đen 125 đời 2022, giá sao anh Kiên, Đồng Hương, Quân Đoàn. Con này mua là 23 triệu nhá, cộng với em 2 triệu. 25 triệu nhá. Ừ. 20. Ui, nhiều này chắc không lai hết được đâu. Giá nó dao động tầm khoảng là 32 đến 37 triệu. Ui, lai thêm 2-3 nữa này xong lại nghỉ thôi. Thế rồi, không mai. Mồ hôi một kia nó toát rồi. Trong này nó bí anh em ạ. Bí lắm. Chiếc Noza Grand anh em nhá, đời cũng này cũng 2016, 2017, biển 29U Sơn Tây anh em nhá. 29U118479. Noza Grand dành cho tất cả anh chị em đều DOT hết nha mọi người nha. Tại vì form dáng nó form to. Chị em nào thích nó ra. Chưa. Mở chị cốp em. Đấy. Tháng 10 hay 14 đây anh em nhá. Anh Nguyễn Đoàn. Mua là 18 triệu 100 này nhá. Cậu em 2 triệu. Thôi đừng lấy. Đậu em phải tắt đi. Đây. Nó đang bị ấy. Tí nữa xịt MP7 vào là được mà. Cho sửa lại. Xịt MP7 vào. Cho sửa lại. Nhá, tí bảo anh em sửa. Cho sửa lại. Đấy, máy ngon. 2014 này. 2014. Vâng, cho sửa lại. 2014 mọi người nhá, giá hợp lý. À được mà. Được cái gì, không quen. Đây nhá. Đấy. Anh Đông Hải, nguyên đẹp em đang không còn anh ơi. Không được. Không cần. Đúng kiểu nó mới ra. Đây, mở lại mất.
Ừ, cho sửa lại, dắt xuống cho sửa lại. Ghi vào dắt xuống cho sửa lại. Rồi tiếp theo một chiếc Noza Grand tiếp theo màu trắng anh em nhá, biển 24. Đấy là anh em Lào Cai nhá, biển 24B168111, biển Tam Hoa. Tam Hoa biển màu trắng. 68111 biển 29. Anh oai cần mua SH biển đẹp. Biển đẹp hiện tại SH không không có nào nhá. 17 triệu nha anh em nhá. 17 triệu. Xem em đời bao nhiêu anh? Đời tháng 10 2014. 2014 mọi người nhá. 17 triệu. Mua bán mẹ 16 rưỡi nhanh. Bán ra 16 triệu rưỡi. 16 rưỡi. Rẻ nhỉ. 24 này con này mua là 10 16.500.000 nha anh em nhá. Noza Grand đời 2014. Con này mua có 14 triệu. 500. Bao dọn cho anh em 2 triệu. Mua 14 triệu anh em, mua có 14 triệu 500 anh em. Thật ra để mà con xe này mà ông nào mua 13 14 triệu chủ xe nó lỗ kinh khủng. Anh Văn Thị ơi. 40 triệu hơn 40 triệu mà mua có 14 triệu này. SH150 xanh Nga đẹp. Bên em có nhá, nếu mà lỗ nhiều. Anh còn tìm cả X5 nữa thì em cũng không biết là trên nhà còn không. Không nghỉ đâu. Ok anh em nhá, một chiếc Noza Grand tiếp theo. Lúc này nghỉ thôi, mai lại tiếp tục. Nhiều lắm. Biển 29T154152 anh em nhá, màu xanh tím. Đấy, xe dọn đẹp lắm rồi. T Hà Đông nha anh em nhá. Tháng 3 2016. Rồi. Này em xuống anh 1 triệu nhá. Vâng. Mua này 20 triệu nhá. Mua 20 triệu cộng anh em 1,5 triệu. Online bảo tít xuống hộ chị 1 triệu nhá. Cộng 2 triệu cộng 1,5 triệu không đủ chi. Bây giờ lên chết. Cái này là hiện tại là bây giờ lên trên này đã là dọn sạch sẽ đẹp đẽ lên đây rồi. Cộng công thợ hết lên rồi anh em. 20 triệu cộng 2 triệu nhá. Mà thật ra dòng 22 triệu nhá mọi người nhá. Đấy 2016. Không đủ chi. 54152. Nói thôi nhặt nhạnh lâu lắm, nói thật ra để mà kiếm mới bán 10 con xe lâu lắm. Rất vất vả. Thôi chắc là cũng còn một số xe Vespa với rất là nhiều anh em, còn nhiều trong này không lại hết được đâu. Nhiều lắm anh em. Đấy Noza Grand nhiều. Chắc là thôi xin phép là ngày mai anh em gặp nhau. Đấy, em lưu ý cho mấy xe để mai lại tiếp tục live tiếp nhé. Đây mời mấy anh em sang bên này. Thì thôi lại xuống nhà mời anh em sang bên nhà đấy, anh em ông đi trước đi, ông quay ngược lại không? Đấy. Đây em đi sang bên nhà xem có cái vụ nào con chóng đen nào để chốt nốt xong nghỉ anh em ạ. Bởi vì nó nhiều lắm, xe cộ giờ nó lắm, nhiều thoải mái cho anh em chơi đây. Rất nhiều thợ thuyền mình bắt đầu nghỉ rồi đấy. Đấy. Đấy chợ xe máy cũng đang đấy những anh em thợ này đã về rồi, Tùng này đã về rồi. Về với người yêu đúng không? Đấy rồi. Về với người yêu. Về với người yêu. Muộn rồi. Xong chưa mấy xe? Xong chưa thiệp vào con này xong chưa? Máy gì nữa? Thiệp làm gì đấy em? Làm gì đấy? Anh ấy giờ và đang về 11 rồi. Đấy nói luôn. Bây giờ anh bảo nhá, đến giờ đừng có giờ muộn, em toàn đến giờ muộn của anh gần như là làm việc như nhiều lúc 100-200. Anh chốt nhanh nhá, anh chốt nhanh nhá. Chẳng nhẽ anh không thích. Mua bán 100-200 anh không thích. Mua bán đừng mà tính 100-200, tính đeo gì chỉ. Mình mua bán thoáng lên đi. Cứ mẹ mày đời, mẹ mày cục vàng thì mất cũng đất thì còn. Cơ quan đi Grab rồi ông cứ taxi đéo gì mẹ. Mẹ mày ông cứ mẹ mày cào với nhà cấu, mẹ cào cấu làm gì chết mệt. Mẹ cục vàng thì mất cục đất thì còn. Mẹ cứ loại vài triệu đéo tiếp cứ 100-200 năm xu một hào, đổi lấy một hào khổ. Ê. Nói chung là nó chỉ mấy triệu thôi. Được chưa? Quay lại chưa? Con này chỉ mấy triệu thôi. Đúng rồi, 9 triệu thôi. Ô sao rơi rơi nhỉ? Sao rơi rơi? 1 triệu là không bán là đi về. Sao bao nhiêu? 11 triệu là anh mua là em thôi, đỡ phải mất thời gian. Thôi, còn khác nhá. Em cũng đang thấy nó rơi đấy. Thì là nó đẹp. Nó nóng quá, nó đang bị kết thúc. Sao rơi nhỉ? Nó vừa rơi tương đáp nhỉ? À, còn một cái là quay. Có máy. Bây giờ nó mới làm thử không? Nóng quá. Nó rơi tương đáp quá nhỉ? Thôi nói chung là bây giờ nó là
nó là thị trường nó là chết hết rồi. Em vào xe máy cũ Hoàng Kiên nhá mọi người nhá, bếp xe máy cũ Hoàng Kiên đang vẫn lai bình thường. Hai mấy năm rồi. Thôi tóm lại 11 là vẫn không xong là mang về gì. Thế đưa anh đi sang anh nghỉ. Thôi nhá. Thôi. Thôi anh không giả. Thôi anh không giả đâu. Nói 11 triệu mà không mua. Bây giờ anh bảo bao nhiêu tiền thì anh ấy mua 9 triệu 9 triệu rưỡi thôi. Em bảo 11 triệu đến bao giờ? 9 triệu rưỡi. Được chưa ông? Nhưng mà ý là 10 triệu có bán không? Tắt rồi à? Tắt rồi. Nãy để cái chữ đỏ đỏ đây. Tắt rồi. Bết, bết, bết chính là... Đấy, nó không phát được mà. Nó để không phát được đấy còn gì. Ông quay vào xe đi, ông quay đấy. Ông quay về chỗ. Ôi, ông này ông dòng kinh lắm mẹ, ông lợi này. Lên chưa? Nó đơ rồi. Đến một giờ là nó nóng quá. Nó không chạy được nữa rồi. Thôi anh gửi em 10 triệu nhá. Tôi bán gì nhá? Quả nhìn nó đẹp như thế này. Không dứt ở đâu, khổ quá, em để, em mạnh bọc, em để em chơi. Rồi em cần tiền đóng cọc con 6, mang ra, lấy xe không đi mấy đâu. Em phải bóc hết đi lông. Em phải bóc hết đi lông ra để bán cho anh. Một lít xanh ra đã dừng rồi nha anh em, xong rồi. Bán xong xe đã 2 tiếng sau đã làm gì còn ở nhà. Lấy con Jim đấy, xong anh đã bán rồi. Con xe chất. Ôi, bán chắc thì có bán thì nó có ăn thua gì đâu. Máy xin đấy. Đẹp, tem đẹp chưa? Bây giờ kiếm đâu được đôi tem đẹp như này? Phong bán cho anh làm gì có nào tem đẹp như này đâu? Anh Phong cũng được hay ra đấy nhưng mà để mà anh rồi chưa được. Mượt như này anh. 202 đúng đời đúng biển. Thôi 10 triệu 300 được chưa? Anh cũng mua cho em cho nhanh. Được, anh chốt đi lần sau rồi. 10 triệu đúng 10 triệu 300 anh chốt được em cảm ơn. Tí nữa anh lại bán. Để em không, tí nữa không bán hai em quyết định rồi. Thêm 200 nữa trời không. Để em về em đi. Con này mạnh mộc của em. Ôi mộc mạnh gì em, cần... Anh cũng đứng đi. Thì con ốc này nó còn đẹp cái kia. Con ốc của nó còn không bị chết. Ông này ông yêu sản phẩm, không yêu khách hàng nhá. Rồi rồi. Rồi rồi ok. Chốt cho em 10 triệu 500 rồi, chốt cho em 10 triệu 500 cộng cho anh em 1,5 triệu được rồi. Công an pha quá đẹp luôn. Rồi, quá đẹp luôn. Rồi, rồi. Đúng rồi đúng biển. Rồi 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 rồi. Máy gì đúng không? Máy gì đấy. Chị ơi con này là giá cả thống nhất là bao nhiêu tiền đấy? Để đi à? Khoảng 8 triệu. Giảm bao nhiêu? Anh giảm 7,5 triệu rẻ quá ông ấy tiếc mà cũng để đi. Ôi anh ơi tiếc làm anh cái gì nó rỡ hết rồi. Xe này anh để ở trong nhà nó rất là phiền phức em nói thật. Vừa lấy bảo là trao đổi tí bên gì đấy. Cái mic của em đang lang. Thôi. Anh pha máy zin nhá Nguyễn Anh ơi, anh pha máy zin. Xe dọn lại rồi nhá. Bọn em làm là chưa biết sử dụng chìa khóa nha. Này này, anh ơi. Trên live chốt bán cho mấy anh em bán cho nói chung mình giúp đỡ mọi người trên này, anh em có nhu cầu cần mình về mình giữ cũng để chặt nhà. Nên bán cho anh em trên này bọn em cộng tí thôi. 8 thì được thì thế thôi, ok để bán 8 cộng em 1,5 triệu, ok chốt cho anh 8 triệu đi, bán để giúp đỡ cho anh em thế này, bọn em cộng đưa đỏ lại cái nhá. Giấy lại, lại. Lại qua lại, chốt cho ông anh này 8 triệu nhá, cộng em 1,5 triệu thế này, thế ông anh đổi con SH màu xi măng đấy, ok, ông anh chính chính chủ thế anh đúng không? Rồi, ok nhá, anh em có thể quay đây, họ thuyền có thể mua về dọn dẹp bới lất lật cỏ nhá, nói chung là thôi nó sao, đâu? Con này còn đi còn ngon chết ngon. Đâu anh, không, ok đi được không anh? 2011 nói chung là tạm tạm thôi chắc định mua 8 triệu cầu em 1,5 triệu nhá, đi rồi nhá, chưa có bao dọn đâu anh em, nếu dọn này mất tiền. Anh bảo viết giấy bán cho em đi. Ok chắc là mình xin phép mình kết thúc lại đây. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Có ai có những nhu cầu có những chiếc xe mất cả xe luôn. Anh mua con này bao tiền? À lâu chưa?
mua 26 triệu. Mà không sao, mình nó kiếm cho mình rất nhiều tiền rồi. Đấy, đổi xe nhá, thanh lý. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Anh em mua con này là 8 triệu, cộng anh em 1,5 triệu. Nói chung là thôi, ai có nhu cầu cần con này, máy móc cũng còn zin theo xe. Nói chung là xe hình thức nó bình thường, cũng xấu thôi, chứ không có đẹp lắm đâu. Vừa phải để cho anh em đi làm đi ăn được cái biển Hà Nội. Đấy, đi. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá.